là bắt đầu chúng ta có cái của cải, tài sản, tiền bạc, nhà cửa, vợ con, chồng con, ruộng vườn, vân vân. Tức là chúng ta đang nắm lên cái phần vật chất. Và mình có cái gì á thì mình thỏa mãn, mình vui cái đó. Và mình á có cái gì thì chúng ta lại bận lòng với cái đó. Nó song song ở bên nguồn vui thì đó là sự bận lòng. Mà bận lòng càng nhiều á thì chất lượng cuộc sống mà mình không có cao. Càng bận lòng chừng nào á thì mình khổ nó chừng đó. Cho nên nó vui khi có nó, nhưng nó ở bên mình rồi thì mình phải bận lòng. Bận lòng phải lo lắng, sợ mất. Bận lòng á phải chăm sóc cho nó. Cho nên ở trong cuộc sống á, mình nắm giữ từ từ tùy theo lứa tuổi, tùy theo hoàn cảnh, tùy theo nhân duyên của mọi người mà người ta nắm giữ. Nắm giữ nhà, giữ cửa, có một cái nhà mua thêm hai cái. Rồi á là ruộng đất, gia súc châu bò, vàng bạc tài sản. Cái đó đang nói tới vật chất. Còn nói tới cái phi vật chất như là địa vị, như là tiếng tâm, như là tình cảm, như là phiền não. Mình nắm chặt lại nó, không có buông ra. Cho nên mình đã sống với nó, trở thành thói quen. Cho nên nó rất là hành hạ mình á, mình rất là khổ. Thì ở trong nhà Phật đó gọi là cái dây kiết sử. Nên bữa trước á, thầy có ví dụ cho quý vị về một cái đoạn kinh mà Đức Phật nói về vấn đề này. Có nghĩa là Đức Phật miêu tả một con trâu trắng và một con trâu đen. Nó cột dính lại với nhau bởi hai cọng dây. Mỗi khi á, mà con trâu trắng di chuyển thì phải nó lôi theo, nó kéo theo con trâu đen. Con trâu trắng kéo theo con trâu đen nên trâu trắng rất nặng nề và nó rất là khổ. Con trâu đen không có muốn đi, nó chỉ muốn nằm thôi, mà bị con trâu trắng nó kéo nên trâu đen nó phản ứng, nên con trâu đen cũng rất là khổ. Như vậy thì khi con trâu này nó kéo con trâu kia bởi cọng dây thì con trâu trắng á, nó cũng khổ, mà trâu đen nó cũng khổ. Bằng ngược lại, con trâu đen nó đi, nó cũng kéo theo con trâu trắng. Con trâu trắng không muốn thì nó dùng dằn, con trâu đen á, thì nó nặng nề. Cho nên hai con nào cũng khổ. Vậy thì á, nó khổ là do cái gì? Nó khổ không phải á, là do nó kéo con kia, mà nó khổ là ở chỗ có cọng dây đó đó. Nó cột chặt giữa hai con. Nếu không có cọng dây đó thì hai con không có gì để cột chặt. Do không có gì để cột chặt cho nên đó, con nào di chuyển thì con kia cũng không có khổ. Như vậy là nằm ở chỗ là cột chặt cái cọng dây đó vào. Thì mình ở trong đời sống này cũng vậy. Chúng ta cột chặt từ mối tự mình cột. Có nghĩa là ta bà không trói buộc người tại người trói buộc ở nơi ta bà. Tức là mình trò cột thôi. Mình ráng làm sắm cho được cái nhà, cái mình cột vô cái nhà. Mình ráng làm sắm cho được công ruộng, mình cột vô công ruộng. Có ông chồng, có bà vợ thì cột bà chồng, cột bà vợ. Có con cái cháu chắt thì cột con cái cháu chắt. Như vậy thì là chúng ta cột, mà mỗi khi cột á mình nhúc nhích cái mình khổ à. Nhưng mà thế giới này là thế giới động mà. Thế giới là thế giới của nhúc nhích, thế giới của sự chuyển động, thế giới của sự động chuyển. Cho nên ai ai rồi cũng khổ là tại vì ai ai cũng có cọng dây để nó cột chặt. Có nghĩa là ai ai cũng nắm lên cho mình nhiều thứ ở trong đời. Khi sanh ra tới cái bộ đồ không có ở mặt kìa. Ở trong bụng mẹ đâu có đồ. Nhưng mà khi sanh ra bắt đầu á, chúng ta có đồ mới. Lớn lên nữa thì có tập vở, đồ chơi. Lớn lên nữa thì lại có chút ít tài sản.
à, có bằng, có cấp, có này, có kia. Rồi lớn lên nữa là có nhà, có cửa, có công danh, có sự nghiệp. Rồi á, có luôn cả tình cảm, có luôn cả phiền não ở trong đó. Cho nên bắt đầu người ta khổ từ cái dạo người ta nắm lên. Như vậy thì con người đi trong sanh tử khổ từ khi nào? Con người đi trong sanh tử khổ từ dạo luân hồi. Con người ở trong thế gian khổ từ khi nào? Khổ từ khi biết nắm giữ. Bắt đầu đời người mà khổ là bắt đầu từ khi biết nắm giữ. Nên nít không biết nắm giữ hồn nhiên không có khổ. Người lớn bắt đầu biết nắm giữ nên người lớn khổ từ từ. Tùy vào cái mức nắm giữ nhiều hay ít. Nếu cái mức nắm giữ ít thì khổ ít. Mức nắm giữ nhiều thì khổ nhiều. Người không có sự nắm giữ thì không có khổ. Cho nên cái nắm lên là khi chúng ta bắt đầu lớn lên theo thời gian thì chúng ta nắm nó lên. Nắm nó lên để làm gì? Chúng ta nắm cái gì? Nắm những cái làm cho mình thỏa mãn những ham muốn. Mình nắm nó lên, giữ chặt nó lại, gọi là chấp thủ. Hay là nắm vào. Khi mà mình nắm càng nhiều thì tâm mình nó phân tâm. À, nó lo lắng, nó quan tâm với cái đó nhiều chừng đó. Mà mình quan tâm lo lắng tới nó nhiều chừng đó thì bắt đầu á, chúng ta quan tâm nhiều khổ nhiều, quan tâm ít khổ ít, nắm giữ nhiều khổ nhiều, nắm giữ ít khổ ít. Cho đến một ngày nào đó đó, chúng ta nhìn thấy xung quanh ta bắt đầu nó bao vây à. Bên đây là ruộng vườn nhà cửa, bên đây là của cải vật chất, bên đây là danh là lợi là tình, bên đây là phiền não. À, bắt đầu nó bao vây. Làm cho tâm của mình bị vọng động. Làm cho tâm mình bị sầu thương oán giận. Cho nên khi mình học kinh Phật, Đức Phật dạy là chúng sanh sở dĩ khổ là do chấp vào năm uẩn. Cho năm uẩn là mình, cho năm uẩn là của mình. Có nghĩa là tất cả những cái trên đời này, kể cả thân ta và những cái xung quanh là cái của ta. Tất cả cái đó nó đều làm cho mình khổ. Nên người ta ý thức được rằng những cái gì mà mình nắm giữ ở trong tay, chính cái đó làm cho mình quan tâm càng nhiều, càng khổ càng nhiều. Nên người ta mới phát tâm, người ta tu tập, người ta mới bỏ lần lần. Trong nhà Phật gọi là diễn ly, hoặc là đoạn diệt, hoặc là từ bỏ. Bỏ lần lần. Bỏ những cái ít cần thiết nhất tới bỏ cái ít cần thiết nhì. Bỏ lần lần, bỏ từ từ như người ta bỏ. Tại sao người ta bỏ? Là tại vì người ta càng ôm, người ta càng nặng nề. Mà ôm được cái gì không? Ôm tối đa tới 100 năm tắt thở chứ còn tới cái gì đâu. Cho nên ta ý thức được điều đó, bắt đầu người ta buông xuống từ từ, buông xuống từ từ. Một cái quá trình nắm lên là nắm rất nhiều thời gian. Một quá trình buông xuống thì mình cũng phải buông xuống rất là nhiều thời gian. Không dễ dàng gì ở trong đời này chúng ta có thể buông xuống đất đai ruộng vườn nhà cửa. Không dễ dàng gì chúng ta buông xuống tiền tài của cải vật chất. Không dễ dàng gì người ta buông xuống công danh sự nghiệp. Không dễ dàng gì người ta buông xuống cái vợ chồng con cái. Không dễ dàng gì người ta buông xuống những cái phiền não ở trong lòng, phiền não ở trong tâm của mình.
Cho nên đó, cái người mà họ đã nắm lên những cái gì thì họ cần phải buông xuống những cái đó. Như vậy á, buông xuống bằng cách nào? Làm sao mà chúng ta cắt đứt được cái dây kiết sử đối với nó? Là có những cũng như không. Chúng ta cắt được dây kiết sử có với nó rồi đó, thì chúng ta thấy nó có cũng như không. Cái thứ hai nữa là nó có nhưng mà mình hãy quan sát. Nó có thì mình theo nhân duyên thôi. Có duyên á thì nó đến nó có, hết duyên á thì nó ra đi mà thôi. Chứ bản chất của nó không có tồn tại mãi mãi với thời gian. Cho nên đó là người ta ý thức được điều đó nên người ta bớt nắm. Người ta giữ lại những cái gì mà cái cơ thể mình cần, cái tâm mình cần thôi. Còn những cái gì mà cơ thể mình nó muốn và tâm mình nó muốn thì dứt khoát không đáp ứng. Cho nên cái cơ chế đầu tiên để có muốn á là buông xuống những cái gì mình nắm giữ á. Là cái đầu tiên mình phải hiểu rõ đó. Coi nó có phải là mình, nó có phải là của mình hay không. Nếu cái gì á, nó là mình là của mình á, thì mình hãy giữ lại đi. Còn cái gì á, không phải là mình, không phải của mình á, thì thôi mình buông nó ra đi. Tại của người ta giữ làm gì. Nên á, người ta ý thức được điều đó, nên người ta mới thấy rằng càng nắm giữ là càng đau khổ mà thôi. Tại nắm giữ nó tạo nên cái triền cái. Nên có câu á, giàu sang càng nặng kéo trì, cả trăm ngàn kiếp bỏ đi đặng nào. Sao bằng đặng bước vào thiền giác, cõi không không giải thoát nhẹ nhàng. Đưa qua bỉ ngạn đạo tràng, tăng già Phật xứ đất vàng sống chung. Có nghĩa là nó càng giàu thì càng có của, càng có của càng giàu thì của cải vật chất nắm giữ càng nhiều. Mà càng nắm giữ càng nhiều thì là nó kéo trì mình chừng đó. Cho nên mình đi đâu không được chứ. Cái người mà của cải vật chất càng nhiều đi đâu cũng bị dính cái dây kiết sử. Nhớ về nó, lo lắng nó, không bao giờ bỏ được cái nhà mà đi. Không bao giờ bỏ được vợ chồng con cái mà đi. Có thằng vậy nè, cũng vậy đó, ở gần chùa mình thôi. Không bao giờ ở gần sát bên gì, cũng không bao giờ đi đến chùa được, nó không rảnh. Tại sao người ta không rảnh? Là tại vì người ta đang nắm giữ những cái gì mà người ta nói là người ta có đó. Nắm giữ giữ chặt, ta không có buông ra, ta sợ mất. Giữ chặt ta không buông ra là người ta sợ người khác chiếm giữ. Cho nên vì đó không bao giờ dám đi đâu vậy. Không bao giờ dám đi chùa. Là đi rồi ai lo cho ở nhà? Con đi học về ai nấu cơm cho ăn? Ông chồng đi làm về ai dọn cơm cho ông chồng? Rồi giặt đồ, giặt đạc, dọn nhà, dọn cửa. Mà ngày này qua ngày nọ, mấy chục năm nay đi chùa đi không nổi. Tức là không có thời gian. Tức là chúng ta đã nắm giữ gì? Nắm giữ công việc. Chúng ta nắm giữ gì? Nắm giữ gia đình. Chúng ta nắm giữ cái nhà. Tất cả những cái đó nó càng ngày nó càng cột chặt mình lại. Nó siết mình lại. Nó không cho mình ra. Cho nên nếu á, mà người nào muốn bớt khổ thì người đó hãy buông xuống từ từ. Tức là người ta nghĩ á, là nắm giữ được sẽ buông xuống được. Tại vì sao? Tại vì đâu có cái gì là của mình đâu.
trước khi mình sanh ra đây nè, có gì đâu. Cha mẹ sanh ra vậy thôi chứ không có bộ đồ mặc nữa, chứ đấy đâu ra tả. Rồi từ từ mình có này có kia, có nọ, có này có kia có nọ, từ từ nó chất chứa hàng ngày theo năm tháng những cái có của mình, làm cho mình mệt mỏi. Nên cái cô đó đó, cô rất mệt, cô muốn đi chùa để xả hơi, muốn đi chùa để giải stress, muốn đi chùa để lễ Phật, muốn đi du lịch, muốn đi chơi để thoải mái tinh thần, nhưng mà có đi được đâu. Ai nấu cơm, nấu nước, ai giặt đồ, ai dọn nhà, ai quét nhà, ai giữ nhà. Cái cổ mới thấy vậy đó, cổ mới tính đâu á là không ai giữ nhà, cho nên cổ mới xin hai con chó về cổ nuôi, cổ cột ở trước cửa nhà. Để cổ đi đâu được á, tại vì ông chồng đi làm, con mấy đứa con đi học, nên cổ xin hai con chó về cổ nuôi, cổ cột ở trước cái cửa nhà cổ đó, để cổ đi. Con chó nó giữ nhà. Cuối cùng rồi xin hai con chó về, mắc nuôi hai con chó, nấu đồ cho nó ăn, tắm rửa, hốt gì lao gì tùm lum là làm, nắm giữ thêm hai con chó nữa, nắm lên thêm hai con chó nữa, tính đâu hai con chó giữ nhà cho mình khỏe, ai dèo đâu giữ thêm hai con chó. Bây giờ con chó nó sắp có con, giữ liêm cái bầy con đó nữa nè. Nên thầy mới là thôi cô bỏ đi, cô bỏ đi, cô stress quá, cô bỏ đi, vô chùa là tu bữa đi, làm quả bữa đi. Con không có được thầy ơi, sáng sớm con kể là phải nấu đồ ăn cho chồng cho con, chưa giặt đồ, dọn nhà, chăm sóc này kia, bỏ không có được, bỏ người ta phá. Cho nên gọi là không có được, đùng cái bị bệnh. Bệnh cái đi mổ, nằm bệnh viện đâu mười mấy ngày đó, cho giỏi ở nhà đó, giỏi bỏ không được. Nên mười mấy ngày cô nằm bệnh viện đó, rồi khi cô xuất viện cô về. À, thầy mới hỏi là xuất viện về hổm gầy, ông chồng với mấy đứa con nó sống được không? Cổ là thấy cũng bình thường, nhà cửa nó cũng dọn ngon ư. Là đó, thấy không, cô dọn thì nó không có dọn, cô nấu cơm nó không nấu. Chứ còn người ta có tay có chân có sức khỏe mà, không lẽ để nó chết đói sao? Cổ sợ là để đó ông chồng chết đói, con chết đói, quần áo nó mặc không giặt, mặc đồ dơ. Rồi còn dân đi làm, tốt nghiệp đại học ở trơn, dân đi làm ở trơn, rồi chứ có đâu mà. Tại vì mình làm quán xuyến hết rồi á, thì nó đâu có tham gia nữa. Sáng sớm mình xách chổi quét nhà coi lấy đâu nó quét, trưa mình lau nhà, về chiều nó lấy đâu nó lau. Rồi xế xế cho mình gom hết quần áo để máy giặt, mình giặt lấy đâu nó giặt. Tới dạng sáng mình nấu sẵn đem lên để đâu nó nấu. Chiều tối về á, cơm bày sẵn trên bàn lấy đâu nó bày. Ăn cơm xong mình cơm chén rửa hết lấy đâu nó rửa. Rồi bắt đầu mình mới tự á, là cho mình là quan trọng ở trong nhà đó. Không có mình á là người ta chết. Nhưng cuối cùng đi mổ mười mấy ngày đó, mổ trong bệnh viện mình nôm nớm về nhà sợ. Bác sĩ không cho về năn nỉ nữa. Đừng về nhà làm. Nhưng cuối cùng đi mười mấy ngày đó, nhà người ta làm còn ngon hơn mình nữa. Đó, thấy không, mình thay đổi quan điểm chưa? Mình thay đổi cái suy nghĩ mình chưa? Mình tưởng ta trên đời này có mình ta mới sống, không có mình ta không sống được. Câu gì chứ trên đời này đâu cũng vào đó à. Tại vì mình không làm thôi. Chứ mình làm là được à. Mình bỏ là được à, kể nó cũng có người lo à. Cho nên cái thứ nhất là người ta bỏ trong tư tưởng, bỏ trong suy nghĩ của mình. Là bỏ trong suy nghĩ cái gì? Là không thể bỏ. Mình có suy nghĩ đó, trên đời này không có gì mà không thể bỏ cả. Tại vì thế giới là vô thường, cho nên không có gì mà không thể buông cả. Nắm lên được thì buông xuống được. Nắm lên được là gì? Nhỏ mà có miếng nào đâu, nắm từ từ lên đó. Thì cái gì nắm được thì phải buông được.
mình nghĩ là buông không được, là tại vì mình nghĩ là thôi chứ không phải là mình quyết chí buông. Mình nghĩ là buông không được, tính đâu là mình buông không được. Nhưng mà mình quyết chí buông nó được đó, thấy không? À, như vậy mình hãy thay đổi quan điểm đi. Trên đời này không phải là chỉ có mình ta mới sống, mà không có mình người ta cũng sống như thường. Cái thứ hai nữa, ruộng vườn nhà cửa của cải vật chất, mình không có nỡ buông, mình tiếc. Trời buông cho người khác, tự nhiên cái xe mình cho người khác, tự nhiên cái nhà mình sang tên cho người khác, tự nhiên tiền ngân hàng mình sang cho người khác, cảm thấy bất an. Mà người khác đó là ai, là con, là cháu, chứ là ai đâu. Nên mình mới suy nghĩ rằng trước đây mình cũng có gì đâu, nên mình cho hết, mình buông ra hết, mình để lại hết, thì mình cũng đâu có gì đâu, cũng bằng khi mình sanh ra, chứ đâu có lỗ hơn đâu mà sợ. Nên nếu quý vị thấy cái gì á mà mình có, mình để á, thì cũng để lại cho người khác thôi. Cái gì mình xài thì cũng mất đi thôi. Cái gì mình cho, mình tặng á, phước báo đó là của mình á. Còn mình giữ kỹ cỡ nào kỹ cũng để lại cho người khác, là giữ giùm người ta đó. Nên cô Phật tử ở ngoài đường tên lửa nè, con cất cho cái cốc chắc cũng cỡ bằng 2-3 cái giảng đường của mình nè, nó lớn vậy đó. Mà lót á là gạch 1 mét, 1 mét 2 gì đó, mà đá nha, lót bằng đá, đá granite đó, mà nhẵn bóng muốn in hình mình dưới luôn. Nên mỗi khi người ta đi vào nhà thấy cái chân người ta bước xuống nó quằn quện trên nền nhà, người ta vừa đi trước cổ ngoài sau có lấy cây lao có đẩy, mấy người bạn lại lần một nghĩ lại luôn. Thì người ta đi vào đi qua qua chứ nào người ta về thì mình muốn lao gì mình lao, tại sao người ta vừa đi qua đằng này mình lao cái dấu chân của người ta. Cái người đó đó là họ nắm chặt cái nhà quá đó, có nghĩa là họ ham cái nhà quá, họ nắm chặt cái nhà quá, không có buông cái nhà ra giàu cho người ta. Làm dơ một chút xíu cổ cũng không có hài lòng, nhà cổ phải sạch, phải bóng, phải đẹp. Mà càng sạch, càng bóng, càng đẹp á, thì càng chấp thụ. Là ở trong lòng mình đã nghĩ đó là của mình, cho nên mình giữ chặt mà không có bao giờ buông ra nó được. Nên đi đâu cũng không dám đi chứ nghe. Đi xây nhà không ai lo, đi đi có người lo. Rồi của cải vật chất á, mình không buông ra được, nó đồng tiền liền khúc ruột, mình không buông ra được. Nói thiệt quý vị, không buông ra được đó, cái đó là mãi mãi không phải là cái của mình đó. Chừng nào mà mình cho, mình tặng người ta mới là cái của mình. Nên hãy đem đi giúp đời mớ đi. Mình có tiền của nhiều đó, hãy đem giúp đời đi, xây chùa tạo tượng, đúc chuông, bố thí, cúng dường, xây cầu, đắp lộ, có học bổng cho người nghèo, cho người khuyến tật. Làm bớt đi cái phước nó mới là cái của mình. Mình cứ nghĩ mình cất vô mình khóa tủ lại là cái của mình, nó không đâu. Hoặc là cái sổ đất, cái tên của mình là của mình, nó không đâu. Nó tạm thành cái của mình trong thời gian ngắn thôi à, chứ nó không hoài hoài, nó không có mãi mãi. Hết duyên rồi á thì nó cũng ra đi. Nên gọi là chư pháp tùng duyên sanh, chư pháp tùng duyên diệt lại chỗ đó. Hết duyên rồi nó cũng đi à. Nên mình suy nghĩ lại một chút nữa coi à. Nên khi mà hồi nhỏ tới lớn chúng ta nắm giữ nhiều thứ mà mặt vật chất quá, nên giờ mình hãy bỏ xuống, buông bớt ra. Bằng cách gì? Buông bớt đây không nghĩa là đem dục xong, mà buông bớt đây á có nghĩa là
chúng ta san sẻ yêu thương cho người khác. An ủi người già cả ốm đau thì duyên có thể giúp vào lại chỗ đó. Mình có thể là chia sẻ cho người khác, những người hoạn nạn, những người khó khăn, những người khổ khác, chúng ta chia sẻ bớt cho họ là mình buông xuống mà được phước. Còn lấy cái đó mình buông xuống xong luôn, chìm đáy xong luôn, không có được phước. Mình buông xuống được phước, cái đó là chúng ta buông phần thô, phần vật chất phía bên ngoài. Giữ làm gì, giữ lại để lại cho người ta. Chi bằng mình tạo phước, phước nó mới theo mình. Nói đơn giản thôi. Cho nên mình hãy thủ. Còn về tinh thần, thứ nhất á, là tình cảm. Chúng ta không buông nổi tình cảm. Tình cảm đâu mà sâu nặng quá buông nổi. Quý vị biết rằng khi mà còn hơi thở thế gian này thì còn tình cảm hết hơi thở hết rồi. Tại tình cảm liên quan cái tâm mà nó liên quan tới cái thân. Cho nên cái thân này mà trở về cát bụi thì tình cảm cũng theo mây gió mà ra đi. Nên bây giờ á, tình cảm làm tình nghĩa vợ chồng con cái anh em. Nhưng mà đi khi đi qua thế giới khác rồi á, thì không còn gì nữa, không còn vợ chồng con cái anh em gì nữa, giống người xa lạ nè. Tại tất cả các thế giới đều là duyên nghiệp tạo thành. Mà duyên nghiệp á, thì nó nằm ở trong sự kiểm soát của các quy luật của tạo hóa, như là vô thường. Nó thay đổi biến dị hết, nó không còn mãi vậy. Mình tính đâu á, là tình cảm nó là mãi mãi không, cũng không phải là mãi mãi. Nhằm khi gặp chuyện này gặp chuyện kia nó làm tan đi, chứ không phải tình cảm nó là ngã, nó là một cái á, là chơn ngã mà tình cảm nó là một cái vô thường thôi. Ví dụ hôm nay á, người ta có tình cảm bởi cái gì, ngày mai vì cái gì mà người ta mất tình cảm. Tình cảm nó có là bởi cái gì, và vì cái gì nó mất tình cảm. Cho nên ở thế gian này tình cảm được quân tập, và mất cái tình cảm cũng được quân tập. Nên mình cứ ngỡ rằng cái tình này nó sẽ mãi mãi thời gian, không có đâu quý vị. Nhằm khi một thời gian nó cũng mà phôi pha, một thời gian á nó cũng thay đổi, nó cũng biến dị, chứ không phải á là nó còn hoài vậy. Nên á, người ta không có nặng lòng, không có nặng lòng nặng tình với cái tình cảm đó nữa, mà nó hãy đến tùy duyên, nó đi tùy duyên. Mình hãy nhìn thẳng vào nó để coi nó là cái gì. Chứ còn bằng không á, mình có tình cảm rồi mình thiên vị, có tình cảm mình có thể làm sai ở trên cái tình cảm đó, nó chi phối. Cho nên á, ở trong luận Bảo Duyên Tâm Muội với Đức Phật dạy đi, mối nợ lớn nhất đời người đó là tình cảm, là chỗ đó. Trả hoài trả không xong. Nợ vàng, nợ bạc, nợ tiền, nợ gì đi nữa trả riết cũng hết, mà nợ tình trả mãi không xong. Trả ngày tới ngày nào nhìn lại nó còn nguyên. Cho nên cái sự nắm giữ tình cảm ở trong lòng của mình á, mình tính đâu nó bất biến với thời gian. Ví dụ hai chồng mới cưới nhau, tính đâu yêu nhau suốt đời mãn kiếp, mới nghe nhầm khi thấy 2-3 năm ly dị. Như vậy cái tình cảm này nó vẫn là cái vô thường, nó chi phối. Mình cứ ngỡ rằng nó mãi mãi bất biến thời gian, nhưng nó không phải. Nó bị vô thường chi phối, cho nên hôm nay nó khác, ngày mai nó khác, chứ không bao giờ mà nó giống nhau. Mà nếu là chúng ta nặng tình quá ở trong tâm á, thì là cái tâm phiền não mình nó dễ khởi, dễ đâm chồi.
Cho nên cái người tu tập á, ta biến cái tình cảm thành ra lòng từ, biến cái tình cảm thành lòng từ bi, thương yêu muôn vạn loại chúng sanh. Cũng thương là thương đó, nhưng thương với lòng từ, thấy chúng sanh khổ mà thương, chứ không phải ái mộ mà thương. Thấy chúng sanh khổ mà thương, nó khác với ái mộ mà thương. Nó khác với quan hệ cha mẹ anh em trong nhà mà thương. Nè, nó khác nhau hết, chứ nó không phải như vậy. Cho nên cái tình cảm nó cột mình ở trong đó, làm cho mình khó ra khỏi lắm. Nên cái người tu tập ta chuyển cái tình cảm đó thành cái lòng từ bi, thương yêu chúng sanh. Thấy chúng sanh khổ mình thương, từ từ nó sẽ hóa giải được cái tâm đó. Rồi chúng ta nắm giữ những cái phiền não ở trong lòng của mình, luôn luôn lúc nào cũng giận, cũng hờn, cũng ghét, cũng ghen. Ta nói hở cái giận, ta nói hở cái hờn. Ai hơn mình á, mình không có chịu. Còn ai thua mình á, thì mình khi dễ. Như vậy thì cái phiền não ở trong lòng của mình á, nó chất chứa, làm cho người ta rất là đau khổ. Cho nên người tu tập thường hay đã tu thiền quán để nhận diện được tất cả các cái phiền não ở trong tâm của mình. Nhưng nếu một người nào mà phiền não nhiều quá, thì khó lòng mà quá giải lắm. Họ phiền não nhiều quá nên họ căng cứng đầu óc hết nè. Nên người này cần phải được buông xả, người này cần phải được thả lỏng, người này cần phải được tu tập. Chứ nếu bằng không thì phiền não này nó dậy khởi, mình không có thể nào mà khống chế được nó. Cho nên người này cần phải có sự tu tập để buông bỏ phiền não xuống. Mình đọc trong kinh biết rằng phiền não nó không phải là mình, nó không phải là của mình, nó không phải là tự ngã của mình. Cho nên đã giữ nó trong lòng làm gì cho nó khổ. Nên ghét ghen chi cho bận lòng mình, con xem dạng quyển thiên kinh hiền nhân nguyên tử rộng tình thứ tha là chỗ đó. Phiền não nó không phải là gì là của mình hết á, mà do đối cảnh nó sanh ra cái lỗi đó. Và chính cái lỗi đó nó quay lại, nó trói buộc mình. Tức là những cơn phiền não nó quay lại, nó trói buộc mình. Cho nên mình cần phải buông bỏ những cái phiền não. Mà cái phiền não buông bỏ khó nhất đó là thói quen. Cái người hay hờn lắm, người hay giận lắm, người hay ghét, người hay ghen. Người ta có thói quen của tâm đó đó. Cho nên chạm với họ là họ cảm thấy là bị xúc phạm. Cái thói quen của họ là họ nhìn như vậy đó, họ thấy vậy đó. Cho nên thói quen là họ bỏ không có được. Nên cần phải buông bỏ cái phiền não. Khi mà mình biết rằng phiền não nó sanh ra, nó không phải mình, nó không phải là của mình, nó chỉ sanh ra để nó nhận diện cảnh mà thôi. Đó là cái vui, cái buồn, cái hờn, cái giận, cái ghét, cái ghen, cái hơn, cái thua. Tất cả những cái tâm nó sanh ra để nó nhận diện được cảnh mà thôi. Vì nó đâu có chi là mình, nó đâu có chi là của mình. Mà nó không phải là mình, nó không phải là của mình á, thì giữ để làm gì? Quý vị ngỡ rằng nó là mình, nó là của mình,
nên người ta gắng cố gắng người ta giữ lại. Nhưng mà bây giờ người ta biết không phải là mình, không phải là của mình, giữ để làm gì? Do đó bắt đầu người ta buông xuống. Buông xuống những phiền não để làm gì? Buông xuống phiền não để làm cho tâm người ta thanh tịnh. Quý vị biết cái tâm thanh tịnh nó hay tới cỡ nào? Ví dụ tâm mình đây nè, lẳng lặng xuống hết, lẳng lặng xuống hết. Nó lẳng lặng xuống hết, nó lẳng lặng xuống hết. Quý vị tập đi. Thứ nhất mình tâm xả trượt. Thứ hai mình tập thiền quán. Thứ ba mình tập thiền định. Tập xả trượt bằng cách là tập thả lỏng. Hít thở đều thả lỏng tâm. Nằm xuống sát mặt đất, hai chân dúi ra ngoài trước, hai tay đan vào nhau để lên đầu như là gối nằm vậy đó. Hít mũi thở miệng ba lần như tất cả các phiền não ở trên thế gian này trôi đi mất hết. Và ngậm miệng lại thở bình thường. Như vậy thì khi thở bình thường đó, tâm mình buông lỏng thả bỏ, thân mình buông lỏng thả bỏ, không gồng bất kỳ cơ bắp nào ở trên thân của mình, và trong tâm của mình buông lỏng thả bỏ. Khi chúng ta buông lỏng thả bỏ trong tâm vậy đó, là cái tâm mình bắt đầu nó trống không, nó rỗng rang, nó trống không. Mà quý vị biết là tâm rỗng rang mà tâm trống không vậy đó, nó nhẹ nhàng lắm, nó thanh thản lắm, nó có một cái cảm giác như là nó lâng lâng, như là nó muốn bay, giống như là cái bong bóng mà chỉ cần đụng cái nó bay lên, đụng cái bay lên, đụng cái bay lên. Đó là tâm mà chúng ta buông lỏng được nó. Quý vị thử cái bong bóng là mình đụng cái nó bay lên, đụng cái nó lên 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 lên, thì cái tâm mình á, mà tâm không có phiền não, mà không có phiền não tạm thời bằng cách người ta xả trượt. Xả trượt có nghĩa là giữ cái thời gian không có phiền não ở trong lòng, và nằm sát đất, buông lỏng các cơ bắp và buông lỏng tâm của mình. Cái môn xả trượt này hay lắm, nếu ai mà có đi làm hay đi đâu ở ngoài về đó xả trượt. Nó xả trượt cả hai cái. Cái thứ nhất á, là thân của mình nắp thụ, giống như nó sạc điện vậy đó, nắp thụ làm cho tâm mình phiền não. Và thân của mình giống như á là cái đồ tích điện vậy đó, tích vào vô. Mà tích cái gì? Tích trượt. Nên khi mà mình đi tiếp xúc với thế gian á, càng nhiều trượt khí nó càng nặng. Cái đó là thân trượt và tâm trượt nó càng nặng. Tâm trượt á thì làm cho mình mù mờ, còn thân trượt thì làm cho mình nặng nề, đau nhức. Cho nên cần phải được xả trượt. Khi xả trượt rồi á, là nếu mình xả đúng cách, mình thả lỏng trong vòng 5, 10, 15, 20 phút. Khi mà mình thả lỏng được 5, 10, 15, 20 phút đó, thì tâm nó trở nên thanh tịnh cục bộ. Có nghĩa là tâm trong khoảng thời gian ngắn á, nó được thả lỏng, nó được thanh tịnh, nó được buông bỏ, nó được xả bỏ. Ta tập xả trượt vậy đó, thì tự nhiên trượt khí trong thân và tâm của mình á, nó bị mài mòn, nó hao tổn, nó giảm thiểu đi. Cho nên khi mà người ta buông lỏng, buông bỏ những cái phiền não trong lòng, chúng ta qua bước thứ hai, chứ nó không còn nằm ở chỗ xả trượt nữa. Mà bước thứ hai nó là chánh niệm. Chánh niệm có nghĩa là chúng ta nhận diện được những cái gì đang xảy ra trên thân và tâm của mình. Nếu nó sân thấy nó sân, nó giận thấy nó giận, nó hờn thấy nó hờn, nó tham thấy nó hàm, nó muốn thấy nó muốn, làm gì biết đó là chánh niệm. Những cái gì đang xảy ra trên thân và tâm của mình, mình nhận diện một cách rõ ràng, không bỏ sót bất kỳ cái gì ở trên thân và tâm của mình.
mà nó đang xảy ra, đó là chánh niệm. Nên chánh niệm là một hình thức buông xuống những gánh nặng. Quý vị tập chánh niệm thử coi, ví dụ như sáng sớm thôi, hoặc là buổi chiều chúng ta đi ra ngoài giường, chúng ta đi từng cái bước chân, dở chân lên đặt chân xuống, dở chân lên đặt chân xuống, mà tâm của chúng ta đặt trên lòng bàn chân thôi, rõ biết trên lòng bàn chân của mình á, dở lên cao biết, thấp biết, đặt trên đất trên đá biết, nóng lạnh biết. Người ta chánh niệm vậy, chánh niệm vậy á thì tâm tự khắc nó buông. Mình không tác ý được buông tâm nha, mình chưa có trình độ. Nhưng mà chánh niệm thì tâm nó bắt đầu nó buông. Khi mình nhìn thấy nó, khi mà mình nhận diện được nó, đó là những cái phiền não đó, thì tự nhiên nó lặng đông không biết nữa. Cho nên đó, một cái người mà tu hành chân chính, họ luôn luôn lúc nào họ cũng giữ chánh niệm chứ. Đi biết đi, đứng biết đứng, nằm biết nằm, ngồi biết ngồi, làm gì biết đó, nghĩ gì biết đó, tưởng gì biết đó, biết cái gì biết cái đó. Cho nên cái chánh niệm mà mình nhận diện rõ những cái gì đang xảy ra trên thân và tâm của mình á, một thời gian sau thôi là tự nhiên tự khắc nó automatic, nó buông xuống những cái gì không cần thiết. Nó hay lắm không quý vị, pháp chánh niệm á, không phải là đơn giản đâu. Cái chánh niệm quen rồi người ta chuyển qua sống thực tại. Sống thực tại trên chánh niệm đó đó, bây giờ chánh niệm nó quen rồi à, thì cái gì diễn ra nó nhìn thấy hết, thì nó sống với chính những cái trên từng sát na đó mà thôi, là gọi là sống với thực tại. Mà người sống với thực tại không có phiền não. Người chánh niệm á thì phiền não nó xa dần, nó mòn dần. Còn người sống với thực tại thì phiền não nó không có hiện diện. Nên người sống với thực tại á là bắt đầu từ cái sự chánh niệm mà ra. Cho nên đó quý vị, tập chánh niệm là tập buông xuống. Nhận diện nhúc nhích đi đứng nằm ngồi, nhẹ nhàng đi từng bước từng bước từng bước, có sự kiểm soát, có sự can thiệp của tâm vào ở trong nơi đó, thì bắt đầu nó nhẹ nhàng từng bước của cái chánh niệm đó. Cho nên khi mà chúng ta bỏ xuống, tức là chúng ta là buông những phiền não xuống, khi mà mình vô tình hoặc là mình vô minh để chúng ta nắm phiền não lên, xưa nay nắm từ vô thủy tới giờ. Nhưng mà bây giờ biết tác hại của cái phiền não đó rồi à, thì người ta buông xuống, người ta không nắm lên nữa. Nên mình kêu nó buông, mình đâu có buông được đâu, mình đâu có làm chủ được nó đâu mà buông à. Cho nên người ta chánh niệm, người ta buông. Chánh niệm là một phương pháp buông xuống. Niệm Phật là một phương pháp buông xuống. Cái người niệm Phật càng lâu càng nhiều chừng nào á, thì cái đời sống xung quanh của họ, họ không còn quan trọng quá những vật chất xung quanh à, cho nên á, tâm họ được buông xuống. Nếu cái vị nào á, mà không rõ thì cái phần này đâu về thực tập đi à, mình niệm Phật một thời gian, tâm tự nhiên nó buông những cái gì dính mắc ở trong cuộc đời này. Ví dụ như mình niệm A-di-đà-Phật, 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 hoặc Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật.
đó, mình nằm niệm Phật gì đó, từ từ cái mình hết ham. Mà hết ham thì bắt đầu á, tâm nó sẽ buông xuống một số cái rồi đó. À, nên cái người nào có niệm Phật tâm bắt đầu nó buông. Nó buông từ 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 khi mà chúng ta là dành thời gian ra chúng ta niệm Phật. Nên có người không hiểu chỗ này là tính đâu niệm Phật là đọc danh hiệu của Phật không. Niệm Phật là chúng ta hướng tâm về Phật nên nó trụ trên cái câu niệm Phật. Và niệm Phật trụ một câu niệm Phật đó, do đó một thời gian á, bắt đầu nó hết ham, mà hết ham thì bắt đầu nó buông thả xả. Tâm mình nó được buông xả nhẹ nhàng ngoài xuống, tức là mình đã là buông xuống. Giống như vậy á, trì chú cũng vậy, nó cũng làm cho tâm mình buông xuống. Nên ở chùa đó sáng nào ta cũng tụng chú Lăng Nghiêm á, năm đệ chú Lăng Nghiêm. Có Phật tử hỏi là trì Lăng Nghiêm đổ nghiệp liền phải không thầy? Mấy thầy từ khi bước chân vô chùa là tụng tới giờ luôn thì cũng có thấy gì đâu. Cho nên á, quý vị á, cư sĩ Phật tử thường hay nói là chú này là chỉ cho dùng cho quý thầy tụng thôi. Không phải. Kinh chú của nhà Phật là cho chung tất cả chúng sanh có duyên, chứ không phải chỉ của quý thầy. Ai tụng được. Còn mình sợ á, tụng mà nó đổ nghiệp á, thì theo thầy nghĩ á, chắc cũng không đến đổi. Tại vì quý thầy tụng nhỏ lớn tụng hoài cũng thấy gì đâu. Có lẽ là một hai người nó trùng hợp khi tụng đó mới gặp gì gì đó, nếu không tụng thì cũng gặp rồi. Định nghiệp nó tới đó, cái người ta ghép vào, người ta nói là khi mà mình trì chú Lăng Nghiêm đó thì nghiệp nó đổ tới. Thật ra quý vị không cần mà trì chú Lăng Nghiêm đâu. Từ khi quý vị quy y tâm bảo thôi là thấy nó đổ rồi. Thật ra là mình nghĩ vậy thôi. Chứ nghiệp nó tới là do duyên, chứ đâu phải mình trì cái đó là nó tạo duyên đâu. Tất cả là do duyên, không phải là trì chú nó sẽ tạo nên cái duyên để nghiệp nó tới đâu. Cho nên cái sự trùng hợp đó trong đời, tại vì người ta trì chú nhiều năm thì thế nào ở trong trường hợp, trong những năm trì chú cũng phải có cái chuyện tới phải không? Nên ta đổ thừa đổ nghiệp. Ví dụ như chị chú mãn đời, không lẽ trong mãn đời không có cái nào nó tới, nó có tới cái đổ thừa chị chú. Nên quý vị cứ trì đi, không có cái gì hết trơn á. Nghiệp đâu canh sẵn hả? Ở đâu me sẵn đổ gì? Chẳng qua là mình trì chú để cho chúng ta nhiếp tâm mà thôi. Và cầu Long Thiên Gia Hộ. Ví dụ mình vừa trì á, kết chú Lăng Nghiêm án ra lễ tỳ xá đệ bệ ra bạc xá ra đệ đi bằng đà bằng đà đệ bằng ra bánh đi phấn hồ ổng lấy thoáng ta bà ha. Ví dụ như vậy đó, tiệt đầu á mình nhiếp cái tâm vô đó. Miệng á mình đọc chú, lỗ tai mình nghe nên mình nhiếp vô câu án a na lễ tỳ xá đệ bệ xá ra đà đi bằng đà đệ bạc xá ra bán đi phấn á. Bắt đầu ấy, miệng mình trì vậy đó. Thì cái tai mình nghe và mình tập trung tâm vào trong đó. Tại vì trong một sát na tâm, tâm chỉ làm việc với một điểm mà thôi, chứ nó không làm việc được hai điểm. Nên người ta dùng câu trì chú niệm Phật như là một phương tiện. Để mà gom tâm vào trong đó. Nếu chúng ta có thời gian nhiều thì chúng ta thực hiện cái thứ tư đó là thiền quán toàn diện. Quán toàn diện á, tức là chúng ta quán đại niệm xứ, tức là quán toàn diện là quán đại niệm xứ. Tuy là quán thân, quán thọ, quán tâm, quán pháp, nhưng mà đại niệm xứ thì quán một cách toàn diện, chi tiết từng phần ở trên thân và tâm của mình.
chia cột thời gian, chia thời gian ra để quán. Cái nào thuần thục rồi bỏ qua quán cái khác, chứ không phải là quán liên tục. Quán thuần thục với quán liên tục là hai cái khác nhau. Quán thuần thục là mình quán một cái, nhưng mà một độ thuần thục với nó. Còn quán liên tục là mình thay đổi cái này tới thay đổi cái kia. Ví dụ như sáng quán thân, trên thân chưa quán thọ, trên thọ quán chiều, quán tâm trên tâm, tối quán pháp trên pháp. Thì đó gọi là quán liên tục. Nhưng mà tu tập á quý vị, có lúc người ta quán liên tục, có lúc á người ta không có quán liên tục, mà người ta quán từng phần. Mà quán từng phần, phần nào á thuần thục xong thì người ta mới bỏ phần đó, ta qua phần khác ta quán. À chứ không phải là quán thay đổi một chút mà chút thay đổi. À này chút thay đổi kia, chút thay đổi nọ. Nên ta dùng ta quán thiền tứ niệm xứ về thiền quán. Ai thuần thục trong thiền quán tứ niệm xứ á thì người đó có cơ hội đoạn diệt, đoạn lìa tất cả các phiền não. Mà đoạn lìa, đoạn diệt tất cả các cái phiền não là lúc đó chúng ta buông được rồi đó. Nắm lên là mình tạo ra những cái đó. Buông xuống á là mình đoạn diệt đi những cái đó. Cho nên cái phương pháp thiền quán của tứ niệm xứ là một phương pháp vô cùng hữu nghiệm. Ai, bất kỳ ai trên đời này cũng có thể dùng cái pháp này mà đi đến xa lìa, đoạn diệt phiền não trong lòng của mình. Cái điều cuối cùng á là chúng ta tập thiền định. Tập thiền định có nghĩa là tập ở mình độc cư. Có thể là nửa ngày, có thể là ngày, ngày hai ba ngày, có thể là tuần, có thể là tháng, có thể là năm, hoặc nhiều hơn. Ta tập độc cư có nghĩa là sống mình. Không phải ai cũng sống mình được đâu. Quý vị coi cái môn mà nhân tướng học á, cái người nào có thể sống được một mình chứ không phải ai sống được mình đâu. Còn người bị sống một mình là khác nghe, người bị sống mình là nghiệp. Hồi đó chắc bắt người ta nhốt á, bắt con này con kia nhốt con mình á, nên bây giờ mình trả quả báo sống một mình. Cho nên mình mấy con thú cưng, con pet rồi đó, mình đừng có bắt nó sống mình. Coi chừng mai mốt mình sống mình đấy, quả báo. Nên cái người á mà vì nghiệp phải sống một mình, nó khác với người có khả năng sống một mình với cái niềm vui khi sống một mình. Đó là người độc cư thiền định. Cái người có niềm vui khi sống một mình độc cư thiền định đó, người đó mới đỉnh đó. Người đó dễ dàng buông xuống hết tất cả những cái gì có được ở trong tay. Cái người mà dám sống một mình là người đó dám buông. Quý vị tin không? Cái người dám sống một mình là người đó dám buông đó. Nên cái người nào mà họ thích sống một mình đó là người đó họ sẵn sàng buông nữa hết tất cả các cái. Tại vì họ không có nhu cầu. Người ta khảo sát hàng trăm người mới có người có khả năng sống mình. Chứ bằng không là nhu cầu giao tiếp rất lớn đối với con người. Tại con người sống ở trên tám thức bát thức tam vương mà. Cho nên cái nhu cầu quá để giao tiếp rất lớn. Tại tam vương là tâm biết á, là thức á. Tam vương là tâm biết là thức. Nhãn nhĩ tỷ thiệt thân ý thức. Nên tâm vương là tâm biết.
Nên mình mà sống được một mình có nghĩa là không có nhu cầu gì bất kỳ gì, mình sống một mình, thì người đó sẵn sàng buông xuống những cái gì họ đang có. Nên thường thường là người thích sống một mình là người đó có nhiều kiếp tu, họ thích sống một mình. Nên cái nhu cầu mà biết về cái căn thức của căn á, nó bị giảm thiểu xuống. Nên họ không có nhu cầu phải nghe, phải ngửi, phải nếm, phải nhìn. Họ không có để ý tới ai. Do á, họ không có để ý tới ai, cho nên họ không tham gì hết. Ở trong đời cái gì cũng được á, họ không tham cầu. Ở đời họ sống độc cư. Và nếu cái người nào mà sống độc cư kèm theo tu thiền sắc giới thì gọi là tuyệt đỉnh của tuyệt đỉnh. Cái người sống độc cư á, thường thường á, là họ giữ giới rất là nghiêm. Tại vì cái môi trường độc cư là môi trường giữ giới rất là hợp lý. Người nào mà giữ giới cũng được, qua độc cư thì người ta sẽ giữ dễ dàng hơn. Cho nên người nào mà sống độc cư mà phát tâm tu thiền sắc giới, có nghĩa là tu thiền định, tu thiền sambatha, người nào sống được mình vậy đó, họ tu rất nhanh, rất là tiến bộ, rất nhanh lên. Cái mà độc cư giới và thiền định nó sẽ làm cho buông bỏ xuống hết tất cả những cái gì có được từ thân và tâm. Nó hay vậy đó. Độc cư, giới, thiền định, ba đó cộng lại. Cái người nào sống độc cư, người nào có giới, người nào có thiền sắc giới, thì cái người đó có khả năng buông bỏ được tất cả những cái trên đời này người ta không dám buông bỏ. Người nào có giới, có độc cư, có thiền sắc giới là họ có khả năng họ buông bỏ, và họ sẵn sàng họ buông bỏ tất cả những thứ ở trên đời này. Cho nên quý vị tập đi. Đầu tiên á là chúng ta tập sống mình. Có chịu nổi không? Sống một mình với cái nghĩa là một mình, chứ không có nghĩa là sống một mình là ở một mình mà phải coi phim, phải chat, phải này nọ, có không phải một mình. Sống một mình là chúng ta sống cắt thông tin liên lạc, cắt đường thông tin liên lạc, nên mới gọi là mình. Còn mình điện thoại, mình coi phim này nọ, nó là hai ba mình mà ở xa chút thôi, chứ đâu phải là một mình. Nên người nào vào sống độc cư là không bao giờ xài điện thoại, không có tivi, không có gì hết trơn. Chỉ có mình với kinh Phật, với pháp của Phật thôi, với giới về luật này mà sống thôi. Tập ngày cái thử nổi không? Người nào nghe điện thoại quen rồi mà không nghe ngày nó buồn trời. Buồn tan, buồn nát, buồn rác con tim luôn. Không ai điện chứ ngồi đợi điện thoại nữa. Nhìn vô màn hình mà không thấy nó nổi lên reo, chứ không biết ai nó đợi điện thoại. Có nhiều người đợi điện thoại. Cho nên đấy, người đó là không có sống được mình. Nên mình tập sống mình để làm chi? Tập sống mình để là cái tâm của mình nó chịu đựng được khi sống một mình. Và khi sống một mình rồi, chúng ta tập thiền sắc giới, thiền samatha. Tập thiền sắc giới khi chúng ta sống một mình. Nó hay lắm. Một mình mà ngồi tham thiền mà nhập định nha. Nhất là ngồi nơi vắng vẻ, chim kêu dưỡng hú trong rừng.
Như ngày xưa đó, có một kỳ đó, thầy lên trên núi đó, ngồi tu cho anh 3 giờ sáng thức rồi. Thức tới khoảng chừng 3 rưỡi bắt đầu nghe tiếng chuông chùa xa. Chuông vọng chùa xa chứ không phải là chuông đổ. À, chuông vọng chùa xa. Trời ban đêm nghe tiếng chuông cái đùng cái mình nghe vang thông trong gió. Rồi sáng sớm mà trời gần Tết mà gió nó lạnh á, heo mây á. Đầu quấn cái chăn cái mền á, ngồi thiền. Mà không nghĩ tới danh, tới lợi, tới tình, không nghĩ gì, bắt đầu buông đó, nó đã buông đó, lúc đó nó đã buông, không nghĩ tới danh, tới lợi, tới tình, không nghĩ tới ai. Mình với mình đối diện với mình, đối diện với tâm mình, bắt đầu hít thở ra vô trong hơi thở. Hít vào rồi biết hít vào, thở ra rồi biết thở ra, hít giờ dài rồi biết hít giờ dài, thở ra dài rồi biết thở ra dài. Hít vào ngắn, thở ra hít vào ngắn. Rõ biết hít vào ngắn, tức là mình rõ biết. Bắt đầu có một cái niềm mà hạnh phúc nó lan tỏa trong tâm của mình á. Nên đây có câu thơ: có những niềm vui rất lạ thường len vào trong dạ chẳng vắng dương. Nó nhẹ nhàng, thanh thản lắm. Cho nên nhầm khi người ta cũng chấp thủ cảnh đó nữa. Nó là cảm thọ đấy. Nhưng mà cảm thọ nó siêu việt hơn cảm thọ bình thường chút. Cảm thọ bình thường là cảm thọ thỏa mãn dục. Cảm thọ này á, là cảm thọ từ tinh thần mà sanh ra khi ly dục. Cho nên quý vị đọc cái bài mà trở lại Thất Sơn là viết là đi thăm núi Bồ Lợi đó. Xong việc thế ta trở lại Thất Sơn màu nhiệm, ngắm qua xưa âu yếm từng giờ, lướt con thuyền sang đến bến mơ, trời bản lãng khói lam chiều yên ả. Tức là cảnh đó đó, cảnh mà thấy nó nhẹ nhàng, diêm ca múa hát đó. Đêm sương khuya tọa thiền dưới chân tàn, lòng thương nhớ chúng sanh, từ thở tàn thu ai đã đi xa mờ chân trời, rơi từng chiếc lá vàng thiên cẩm sơn, trời vẫn vẻ u buồn, người xưa hỡi cảnh lìa xa. Tức là một cái cảnh quan du cô tịch đó. Mình ngồi đó nó nhẹ nhàng lắm, đó là nó dễ dàng buông dữ lắm. Trong lòng mình không còn vướng bận bất kỳ cái gì hết trơn á. Nên có nhiều người ta đi vào trong những cái cảnh như vậy đó, người ta không muốn ra. Cái thế giới ở bên ngoài đó, người ta thấy nó sao sao á, thấy như không phải nó là của mình. Nên khi mình ở nơi đó rồi mình ra, mình nhập vào thế giới bên ngoài nè, mình cảm thấy như là mình bị lạc lõng vào một cái thế giới nào, nó không phải thế giới của mình. Nên người mà ta tu thiền định á, sống độc cư mà buông được tất cả các cái pháp kiết sử á, họ muốn sống một mình. Tại thế giới của họ là thế giới ở đó đó. Còn đi ra bên ngoài tiếp xúc danh, tiếp xúc lợi, tiếp xúc tình, lòn cuối này nọ, hại nhau nọ đó, họ cảm thấy không phải thế giới của họ. Cho nên họ cảm thấy lạc lõng, lạc lõng giữa một cái thế giới. Họ muốn sống mình. Nên cái giá trị sống mình để mà thiền định, để mà buông bỏ đó quý vị, nó muôn đời bất biến. Nói trong nhà Phật, ai mà làm được cứ làm. Tập sống mình, tập thiền sắc giới. Khi sống mình tập buông bỏ tất cả các cái sắc thanh hương vị xúc của thế gian. Tập buông. Ai thì cũng có giữ, nhưng mình tập buông thôi. Chứ người ta đại hùng đại lực buông cái rầm, còn mình không đại hùng đại lực buông, từ từ cưa khứa khứa khứa, từ từ cưa cưa khứa, từ từ buông. Đó, buông đào được thôi. Ăn thua quyết tâm quyết chí, hơn thua nhau ở chỗ quyết chí. Miệt mài nguyện ngày đêm tịnh tọa tham thiền mới có thể đắc thân thành Phật được. Rồi chéo chân kiết già lưng thẳng, đặt niệm trước mặt, chánh niệm chỉnh giác, hít vào thở ra,
nhẹ nhàng thanh thản dễ sợ. Gió heo may xì xào rì rào, tiền bạc có, nhà cửa có, danh vậy. Cái trong lòng của họ đã buông. Nhằm khi người ta có duyên vậy mình tính ta nắm cũng chưa chắc phải ta nắm đâu. Ví dụ như họ ở trong chùa nhưng mà họ không có chấp thủ cái chùa. Họ gõ chuông mà không chấp thủ cái chuông, nghi lễ thì nghi thức thôi. Cũng chuông, cũng mỏ, cũng tương, cũng cháo, nhưng mà họ không có chấp thủ. Nó nhẹ nhàng lắm, nó thanh thản lắm, quý vị tập thi. Nên ở trên đời này cái gì mà chúng ta hồi nhỏ tới lớn lên chúng ta thích, chúng ta ôm vào nắm giữ đó, thì mình hãy buông ra đi. Mình không buông ra cuộc đời này cũng phải nắm tay mình buông ra thôi. Nhưng mà người ta bắt buộc mình buông rất là phiền não. Đó là gì? Là vô thường. Nó bắt buộc mình buông. Không buông đâu được. Nói chứ già bệnh chết lết chết sao mà không buông đâu được. Còn bây giờ á, mình nghĩ bằng tệ quán mình buông. Giữ cái gì buông cái đó. Mình coi trên đời này mình giữ cái gì mình buông cái đó, chừng rồi. Cho tới khi nào buông không còn một thứ gì mà chúng ta giữ cả. À, thì lúc đó dễ dàng tu tập lắm, nhẹ nhàng lắm. Có tất cả cái trên thế gian này rồi vô thường nó cũng đi đến bằng không mà thôi. À, cho nên đó có cũng như không. Ta buông bỏ trước, sống tùy duyên, nhẹ nhàng thanh thản, triền miên hành thiền. Để thì trả lời tiếp một vài câu hỏi nữa nha. Câu 1, con xin thầy cho hỏi là có diệt hồn người chết về nhập xác người sống không ạ? À? Nếu có thì lúc đó hồn người sống ở đâu? Con xin chân thầy. Nhà Phật á, không có thuyết linh hồn. Nghe mình hỏi cái linh hồn này là mình hỏi về dân gian chứ không phải thuyết nhà Phật. Nhà Phật chỉ có thân và tâm thôi, chứ nhà Phật không có thuyết linh hồn. Cái linh hồn của cái thế gian á là một cái gì đó không có thay đổi nó được. Như là người này chết thì hồn xuất ra, mai mốt á nó sanh tử á, nó nhập vô thai á, là cái hồn nhập vô thai, rồi thai đó lớn lên rồi nó chết đi, rồi hồn xuất ra tiếp. Vì vậy thì hồi tạo thiên lập địa tới con người xuất hiện tới giờ thì hồn nó vẫn còn y nguyên vậy đó. Thì đó là thuyết linh hồn. Thuyết linh hồn không có trong Phật Pháp. Phật Pháp không có cái gì mà là cái linh hồn cả, mà có cái biết. Trong tâm của mình có nhiều loại tâm khác nhau, chứ không phải chỉ có một loại tâm. Cái thuộc về thức, cái thuộc về nhóm này, cái thuộc nhóm kia. Cho nên đó, chúng ta học vi diệu pháp á, thì tâm á thuộc về tâm vương hay là về tâm sở. Còn tâm á nó thuộc về tâm dục, tâm sắc hoặc tâm vô sắc. Tâm á là có tâm hữu nhân hay tâm vô nhân. Rồi tâm á nó thuộc loại tâm gì? Tâm duy tác hay là tâm thiện hay là tâm ác? Nó có nhiều loại tâm khác nhau. Cái nào, cái tâm nào mà nó nương vào thân á thì khi thân mất tâm đó mất. Cái tâm nào nó không nương vào thân á thì cái thân mất á nó lui vào ở trạng thái ngủ, nó ngừng hoạt động, nó ở trạng thái hột giống. Cho nên á thức á nó là ở một dạng nương vào căn,
Cho nên căn mất, thức nó sẽ mất, mà nó không mất luôn, mà nó lui về ở trạng thái của thức ấm. Có là các cái hột giống chứa đựng của thức tồn tại ở trong đó. Cho nên quý vị nói là có cái linh hồn nó xuất ra, nó nhập vào trong người khác. Thuyết nhà Phật không có cái này. Cho nên cái chuyện cầu hồn rồi đó quý vị, nó là một chuyện khác ở thế gian đó. Nhưng mà nhà Phật có thần thức chứ không có linh hồn. Thần thức khác linh hồn á, khác. Linh hồn là quan niệm của dân gian, thần thức là cái thực tại khi mà người ta chết đi. Hai đó nó khác nhau. Linh hồn nó thuộc về quan niệm, cái mà dân gian nghĩ ra, chứ nó không phải là cái sắc chá, không phải là cái sự thật của thế gian. Nên linh hồn là cái người ta nghĩ ra, chứ không phải linh hồn là cái người ta biết được. Hai nó khác nhau. Linh hồn là cái dân gian nghĩ ra, chứ không phải cái dân gian thấy được, biết được. Còn cái thần thức á, là chính cái thấy của Đức Phật. Đức Phật nói với mình, và do mình học được pháp, mình tuệ chi, mình mới biết được điều đó. Cho nên á, khi mà hồn nhập xác thì là dân gian người ta nghĩ ra như vậy. Thấy một cái hiện tượng là người này đang ở trạng thái này, mà họ đang nói một trạng thái khác như là một người khác. Thì ở bên khoa học y khoa nói gọi là một dạng tâm thần đa nhân cách. Có nghĩa là nghĩ mình á, là ở một trạng thái nào thì mình là nói theo kiểu đó. Ví dụ nghĩ mình nít 3 tuổi nói toàn nói đớt không. Nghĩ mình ông già bắt đầu nói tiếng ông già. Nghĩ mình là đàn bà nói tiếng đàn bà. Nghĩ mình đàn ông nói tiếng đàn ông. Cái miệng mình có khả năng bóp méo cái tiếng của mình, trở ra những cái tần số dao động khác nhau. Đa phần ở trong dân gian là cái này nè. Cái thứ hai, là người ta vì lý do nào đó mà người ta giả, rồi lên giả. Không ai nhập chân cũng sưng luôn. Rồi cô Tám nè, là thần núi nè, ví dụ người ta sưng. Trời, có nhiều người dưới quê nhập sưng ông Bao Công, sưng ông Tề Thiên, rồi sưng ông Quang Thánh, rồi sưng nhiều thứ lắm. Ta sưng người xưa, rồi cô Ba, cô Bảy, vân vân. Nhưng mà không ai nhập chân á, mà cũng không có thần kinh đa nhân cách nữa. Người đó lên giả để người ta có mục đích gì đó, tao mình không biết. Ta có mục đích của họ, chỉ có họ mới biết thôi. Còn một cái dạng thứ ba nữa là cái dạng người ta có một chút thần lực. Người ta có thể can thiệp vào thân của người khác bằng thần lực đó. Thần lực thì người ta làm gì mà chết được. Người ta can thiệp vào thân, có thể ta can thiệp vào miệng mình để nói, can thiệp vào cái tâm mình để nghĩ, vân vân. Nó có nhiều thứ là đang nó có thần lực chút xíu. Quý vị đừng nghĩ cái thần lực là người tu mới có thần lực đâu. Cái người luyện ta cũng có thần lực, hoặc loại này cũng có thần lực, ngồi kia cũng có thần lực. Ví dụ chư thiên mới sanh ra là có bay dèo dèo đó, làm sao là thần lực đó. Đâu phải đợi tu mới có đâu. Đâu phải tới đạo Phật mới có đâu. Vào thời Đức Phật có người đã tu đạt là ngũ thông mà có thần túc thông. Như ông tiên A Tư Đà từ đỉnh Hy Mã Lạp Sơn bay cái dèo xuống thành Ca Tỳ La Vệ đó. Có thần lực. Cho nên họ can thiệp vào thân của người khác nhiều lắm. Nên cái cõi này cõi kia họ can thiệp, mà can thiệp đó là có duyên gì đó, làm cái gì đó, có mục đích hết. Ví dụ cõi ngạ quỷ can thiệp qua, cõi Atula can thiệp qua, tất cả đều có dây mơ rễ má từ nhiều đời nhiều kiếp trước hết, chứ không phải ngẫu nhiên. Tất cả đều không có sự ngẫu nhiên. Cho nên cái thế giới đó là thế giới rất là phức tạp.
Nên mình nhìn hiện tượng ở phía bên ngoài, mình kết luận coi chừng mình bị vội á. Thấy người này tự nhiên á, là người lớn tự nhiên nói tiếng nít, mình nói là hồn của nít nhập vào cũng chưa chắc đâu. Đó quý vị, tức là chúng ta thấy hiện tượng mà chúng ta kết luận á. Ở đây á, là thầy không có nói là không có linh hồn, thầy không nói vậy. Nhưng mà đó là quan niệm của dân gian. Nhà Phật là thần thức. Sau khi chết đi thì là các cái thân mình nó rã, các cái thức rã nó tồn tại ở dạng thức ấm, dẫn nghiệp và phiền não ở trong đó. Cho nên nó chưa đi sanh tử, tại gọi là thân trung ấm. Mà tại sao chưa đi sanh tử? Tại vì không có tâm tử, lấy gì đi? Ý mà chết mà không có tâm tử? Không. Tâm tử là tâm mạnh nhất, nó hiện hữu. Mà bây giờ hiện hữu không phải là tâm một tâm, mà hiện hữu rất là nhiều tâm, vì nó là toàn là tâm cận tử. Không ai quyết định được ai hết. Cho đến một lúc nào đó có tâm quyết định thì tâm đó trở thành tâm tử mới là dẫn đi. Nên người ta đi tái sanh với tâm tử. Mà người đó mất không có tâm tử thì làm sao mà đi? Đang lúc chết lại là không phải tâm tử mà là tâm cận tử. Có nghĩa là đấu tranh nhiều tâm mà không có tâm nào thắng hết. Nên chưa quyết định được cảnh giới. Nên ở trong cái thế giới nó phức tạp lắm chứ không phải như mình nghĩ đâu. Mình á thì thường hay nghĩ những cái gì mà mình tưởng ra, chứ không phải mình nghĩ cái gì mà mình thấy được. Còn Đức Phật á là Ngài nói những cái Ngài thấy được chứ không phải Ngài nghĩ ra. Còn mình nói những cái gì mình nghĩ ra. Nên á mình nói ở một cái dạng tục đế, còn Đức Phật á nói là ở dạng cả tục đế và chân đế. Ngài mượn tục đế để Ngài nói lên cái sự thật của cuộc đời của chân đế. Mình nói khác Phật nhiều lắm, khác bậc giác ngộ nhiều lắm. Cho nên á quý vị, nói là cái hồn nhập vô xác, nếu có thật vậy thì cái hồn của xác ở đâu? À vân vân. Rồi mình hỏi tiếp nữa, một xác hai hồn được không? Nên có nhiều người nói thầy nè, lúc mà người ta bị nhập vô đó, người ta nói chuyện đó, người ta biết hết trơn mà tự nhiên cái miệng của người ta không có kìm được, người ta nói vậy đó. Thì nói vậy mình nghe vậy thôi chứ thầy cũng không kết luận có hay không. Người ta là tự nhiên cái miệng người ta nói vậy thôi á, chứ người ta biết hết trơn người ta thấy hết trơn, người ta biết chứ không phải thấy mà người ta biết hết trơn như bình thường Nhưng mà tại vì cái miệng người ta nói liên tục, ta không có kìm được. Nên ở trong tạo quá nó có nhiều cái bí mật lắm. Nên mình coi phim Mỹ á, cái ông cảnh sát ban ngày ông đi điều tra vụ án, mà ban đêm ông đi gây án. Mà cái vụ án đó chính ông gây đó, mà ông lại điều tra. Ông sống với hai con người, sống một con người á là ăn cướp và sống một người là cảnh sát. Ban đêm á tự nhiên ông chuyển qua một cái hệ khác, ông sống bằng một con người khác là một tay cướp. Nhưng ban ngày á thì ông á là một ông cảnh sát điều tra, mà điều tra chính ông. Thấy nó phức tạp chưa? Cái chuyện đó thì có thiệt không mà mình không biết, nhưng đó là phim đó, Mỹ làm phim vậy đó. Người ta cũng dựa vào ở trong đời sống có những người có nhiều cái nhân cách khác nhau á. Cho nên thế giới có nhiều hình thái khác nhau, chứ không phải là chỉ có thần kinh đa nhân cách. Nà, không phải là chỉ có thần lực can thiệp, mà nó còn người ta vì mục đích cá nhân nữa, xác hội luôn, ghi tên họ thôi về là úp miếng vải đỏ cái là về liền, nhanh ghê không. Xác hội có nghĩa là ai nhập cũng được hết. Ơi thôi. Nên ở trong thế gian có nhiều cái mục đích, nhiều người có nhiều mục đích khác nhau lắm. Cho nên mình đừng có nhìn hiện tượng mà mình kết luận, nó không đúng đâu. Mới gì gán tu đi, để mình có thiên nhãn, có pháp nhãn, có tuệ nhãn,
có thần nhãn đó, mình mới có thể nhìn ra được cái sự thật của nó như thế nào. Nhưng mà được cái hay đây nè, những người đắc đạo nhìn ra được hết nhưng không bao giờ nói. Cái người nói á là cái người chưa đắc á. Cái người nói là có này, có ma, có nhập vô, đó là người chưa đắc á. Còn người đắc là thấy biết hết mà không nói. Nói khi và chỉ khi chính cái đó độ được người ta thì vậy đó mới nói thôi. Còn nói cái đó lên để cho người ta mơ hồ thêm gì đó không bao giờ nói. Nên có những người mà hỏi Đức Phật ngoài cái lĩnh vực tu hành, hỏi kiểu đó đó, hỏi hồn có không, nhập vô nhập ra, đó đâu có dính dẫn tu hành đâu. Nên khi Đức Phật không có trả lời. Đức Phật dạy là những cái gì trong thế gian mình đâu có khoảng thời gian nhiều đâu quan tâm. Quan tâm sự sinh diệt hình thành của vũ trụ rồi. Kiếm 100 người năm mà làm sao đủ thời gian để quan sát sự hình thành quả diệt của vũ trụ. Nên Đức Phật ngài á mới có một thí dụ là khi chúng ta bị tên bắn, hãy mau mau nhổ mũi tên ra cứu thương đi. Chứ đâu mà hỏi mũi tên của ai bắn, nó làm bằng gì, chất độc gì, đi tới viện Pasteur thí nghiệm ở đây chết tươi vậy. Nhổ ra liền nặng máu, liền giặt thuốc chở bệnh viện liền, chứ đâu mà ra điều tra. Điều tra được rồi mới chở đến bệnh viện hả? Thì đây cũng vậy, mình cũng đang bị nghiệp nó hoành hành, đang bị vô minh phiền não lo tu là gắt của kiệu người tu đi. Chừng nào đắc là tự nhiên biết cái gì. Bây giờ hỏi người ta, ta nói mình cũng đâu có tin. Tin không? Thầy nói có, ta cũng không tin, mà không có, ta cũng không tin đó. Nói giờ có linh hồn, ta nói có, ta không tin luôn. Nói không có, ta cũng không tin luôn. Hiểu không? Vì nói làm chi? Tại vì cái này ta không thấy, không biết. Có người này có thể, ta tin người kia có thể, ta không tin. Như vậy nói người tin, người không tin, vậy nói... Giờ mình nói có căn cứ hay không? Không. Tại có thấy biết đâu, cái linh hồn có thấy biết đâu, có căn cứ thì nói. Cho nên á, các bậc thánh không bao giờ nói tới. Tại vì các ngài nói tới cũng không có độ người ta được cái gì hết trơn, chẳng qua để thỏa mãn tánh tò mò. Dầu cho thánh nói nữa người ta cũng không tin nữa. Ta có thấy đâu. Có nhiều người tin, có nhiều người không tin. Có nhiều người tin có, có nhiều người cũng không tin, tin không có. Nó không có. À dân dân, vậy thì nói mà không có bằng chứng, không có dẫn chứng gì hết trơn á, thì nói để làm gì? Dân dân. Cho nên nếu quý vị đừng có tìm hiểu quá về một cái vấn đề mà mình không bao giờ biết. Nhưng mà con người ta hay tò mò lắm, muốn biết những cái gì không thể biết không. Còn cái gì có thể biết thì không chịu biết. Cái mà mình học để biết là cái có thể biết thì không chịu học để biết. Còn muốn tìm hiểu những cái không thể biết, mà đã không thể biết thì làm sao mà biết. Như vậy cũng ráng cố gắng mà tìm hiểu cái không thể biết. Rồi ở đây là chúng ta đang nói tới giữa một cái người sống trong cuộc sống và chúng ta không có tu tập, với một người sống trong cuộc sống mà có tu tập, thì hai bức tranh này như thế nào để chúng ta có thể chọn lựa quân bình ở trong đời sống của mình. Ví dụ như chúng ta sống giữa cuộc đời, chúng ta có những cái gì và mình tu mình có những cái gì. Ví dụ như trong cuộc đời thì chúng ta có nhà, có cửa, có sắc đẹp, có tiền tài, có chức vụ, có con, có cái, có quyền lực, rồi là có người yêu, có nhầm khi người ta còn có cả những người phục vụ, rồi có cả đất đai, có cả sự nghiệp. Nhưng mà quý vị có nghe cái câu trăm năm trước thì ta chưa có, trăm năm sau có cũng như không. Mà quý vị thấy chưa? Trăm năm trước á, thì mình chưa ra đời là mình không có gì hết á. Rồi tới khi mà mình ra đời bắt đầu mình có nè. Có nãy giờ mà thầy chia sẻ với quý vị á, là bắt đầu mình có đó. Có cái thân này, có sắc đẹp, có trí tuệ, có của cải, vật chất, nhà, cửa, con cái, quyền lực, công danh, sự nghiệp, đất đai, ruộng vườn, bạn bè, người yêu, chồng vợ, con cái, cháu chắt chích, vân vân. Mình có nhiều thứ lắm. Do ở trên đời này nè, mình có nhiều thứ đó, cho nên mình không muốn nó mất đi. Có nghĩa là mỗi khi
mà một món gì mà của mình mất đi á, mình thấy tiếc nuối, thấy sầu thương, thấy oán giận với nó lắm. Cho nên á, mỗi khi mà cái nào mà nó mất một cái là mình buồn. Và ở trên đời này mình cái gì nó cũng mất hết chứ, không có cái gì mà nó còn hoài đối với thời gian hết á. Tại vì chúng ta đang sống trong cái thế giới nó thay đổi theo thời gian và thay đổi theo cái sức nóng của mặt trời. Tất cả nó cháy thì thành tro bụi hết. Nó có hai cái dạng cháy: cháy với cái nhiệt độ của lửa trực tiếp, và chúng ta cháy với nhiệt độ của mặt trời. Tuy nó trực tiếp nhưng khi nó chiếu vào trong trái đất, bị cái bầu khí quyển của mình đó ngăn che lại bớt. Và khi nó chiếu đến mặt đất mình á, thì cái nhiệt độ của mặt trời á, là nó sẽ phụ thuộc hai thứ. Thứ nhất là nó phụ thuộc vào cái trái đất của mình thu nhiệt và tỏa nhiệt. Cái thứ hai, nó phụ thuộc vào cái độ nóng của cái ánh sáng đi trực tiếp tới mình. Nó có hai cái nó trở nên tạo thành cái ngọn lửa tại thế gian này. Nó chiếu thẳng vào các cái vật chất ở trên thế gian này. Hai cái đó cộng lại thành cái nhiệt độ chung ở trên trái đất này. Do đó ban ngày thì nhiệt độ nhiều, ban đêm thì nhiệt độ nó ít hơn. Do đó mà nó cứ cháy âm ỉ, ngọn lửa lớn, ngọn lửa nhỏ, luôn luôn lúc nào nó cũng cháy tới thế gian này hết. Nên thế gian này tất cả các cái đều phải tan hoại với cái sự đốt với thời gian. Ví dụ như á, quý vị mình thấy mình hầm đồ không? Ví dụ như mình hầm mình ăn chay, mình nói hầm tàu hũ đi. Như vậy mình tầm hầm tàu hũ á, nước sôi á thì 100 độ C. Nếu chúng ta hầm 15 phút á, nó không nhừ, thì hầm 20 phút nó cũng nhừ, 30 phút nó cũng nhừ, 40 phút nó cũng nhừ, hay hầm luôn một ngày nó cũng nhừ. Quý vị biết nấu cao không? Nấu cao nấu thuốc á. Ví dụ như người ta bỏ thuốc vô rồi á, là người ta nấu nó ra nước, ra nước ta mới vớt cái xác ra bỏ, rồi ta nấu cái nước đó, nấu nó sắc xuống thành ra một cái dạng nó sền sệt đó, gọi là cái thuốc đó là thuốc cao. Hoặc là dầu cao, dầu cao là dầu cù là đó, rồi giờ dầu con ó, dầu ngôi sao đó, các cái loại đó là loại dầu cao. Cho nên á, ở thế gian này cái gì mà nó nằm ở trên cái bề mặt đất này, nằm ở trên trái đất này, hoặc là nằm ở các hành tinh, nói chung là các cái gì thuộc về sắc pháp, các gì thuộc về vật chất, nó liên quan tới tứ đại. Tứ đại minh hợp thành, có nghĩa là đất, nước, gió, lửa hợp thành, nên nó bị ánh sáng mặt trời thiêu đốt. Mà cái gì thiêu đốt? Ví dụ như nhiệt độ lớn, thời gian dài thì cái gì cũng tiêu hết. Nhiệt độ nhỏ, thời gian dài cái gì cũng tiêu hết. Chỉ có nhiệt độ nhỏ và thời gian ngắn thì nó mới không tiêu thôi. Cho nên á, con người mình bị ánh sáng mặt trời đốt 100 năm rồi nó cũng héo tàn và mất thôi. Và các cái vật chất ở trên thế gian này nó bị thiêu đốt. Như vậy đi, thì chúng ta muốn giữ lại cái gì đó ở trên thế gian này không thể giữ được, tại nó đã bị thiêu đốt. Nên ở trong kinh Pháp Hoa á, vậy là chúng ta đang sống ở trong cái nhà lửa, có nghĩa là nhà lửa là ở trong cái nhà lửa đang bốc cháy. Thì chúng ta sớm muộn gì cũng bị nó cháy, cháy từ từ, cháy âm ỉ hay là cháy ngọn lửa cao, nó sẽ tan hoại tất cả các cái thời gian. Nên không bao giờ còn lại cái gì ở thời gian, nhất là con người của chúng ta nó cháy tối đa 100 năm mà bây giờ á, mình sống được bao nhiêu năm rồi, cộng 100 năm sau thì mình không còn nữa. Nên gọi là 100 năm trước thì ta chưa có, 100 năm sau có cũng như không. Nghĩa là vậy đó. Như vậy thì á, là mình coi ở trên đời này mình thích, mình thú, mình mến, mình ưa, cũng bị ánh sáng, cũng bị cái sức nóng của mặt trời thiêu đốt. Một ngày nào đó nó cũng trở nên cát bụi mà thôi. Dầu cho thân mình, dầu cho thân người yêu của mình, hay là con cái, vợ chồng, cha mẹ, anh em, nói là thân người. Rồi dầu cho các cái con vật mình nuôi, thú cưng, mèo, chó, rùa, rắn ra, thì nó cũng đốt với thời gian. Dầu cho cái nhà của mình là cất mới nó rất là đẹp, xe cộ mình mới rất là đẹp, thời gian ánh sáng mặt trời cũng thiêu đốt, một ngày nào đó nó cũng trở về với tro bụi hết, không còn cái gì hết trơn. Nên đó, người ta tư duy, người ta thấy ở đời có đủ trơn á,
nhầm người á, là có một cái tài sản kết xù khổng lồ, nhưng mà thời gian nó cũng thiêu đốt hết, không còn cái gì hết. Do đó thời gian cộng với hơi nóng thì không còn cái gì mà còn hết. Nên chúng ta muốn còn á, thì chúng ta hãy trốn khỏi thời gian và trốn khỏi cái sức nóng. Nếu mình ở nơi không có sức nóng thì mình còn đó. Ví dụ như á, cái người tiền sử á, người ta đi săn bắn ở nơi vùng Bắc Cực và Nam Cực á, nơi mà băng tuyết đóng á, thì cái nhiệt độ á nó âm, cho nên nó bảo lưu cái xác đó có thể 2000 năm. Các nhà khảo cổ học á, người ta đi tìm thì người ta mới thấy cái xác của cái người tiền sử, bộ xương người tiền sử á, nó vẫn còn nằm ở trong cái tảng băng cục nước đá đó, nên cái nhiệt độ thấp nó không có đốt được mình mà nó làm cho mình tồn tại. Còn mà nhiệt độ mà cao thì nó làm cho mình phân hủy đi, con người hoặc là tất cả vật chất nó đều bị phân hủy bởi nhiệt độ. Do đó mà mình sống á, nếu mình sống ở cái nhiệt độ thấp á, là mình sẽ chết, không sống được, chỉ cái xác mình còn thôi, chứ là con người sẽ chết. Mà cái gì cũng không còn mãi mãi nữa. Cái xác đó nó ướp ở trong đá lạnh vậy đó, mà một thời gian 1-2000 năm thì nó hóa thạch. Có nghĩa là tự nó biến thể thành ra là đá, thành ra chất rắn, nó hóa thạch. Nên ở trên đời này mình muốn giữ lại cái gì đó thì cũng không thể giữ mãi mãi được, chỉ giữ được một thời gian ngắn mà thôi à. Tất cả cái trên đời luôn, tất cả các pháp ở trên đời này mình giữ được thời gian ngắn thôi. Ví dụ cái gì mình yêu thích muốn giữ hoài hoài mãi mãi á, nó không được nữa, chỉ giữ được thời gian ngắn ngắn à. Cái đó là cái tuổi thọ của nó, là thời gian, là tuổi thọ của tất cả các pháp hiện diện trên đời này. Và nó ngắn và nó dài, còn nó phụ thuộc vào một thứ nữa, là phụ thuộc vào cái sự ác duyên của vô thường. Nó đến thì nó cũng mất đi, không cần phải hết tuổi thọ, chỉ cần ác duyên thôi thì nó cũng hết. Do đó mà ngày xưa đó, các cái vị tỳ kheo tu tập á, thì người ta quán cái chỗ này nè, quán cái chỗ mà thiêu đốt của ánh sáng mặt trời và thời gian, cho nên không có cái gì còn hết, nên các ngài sống xả ly các cái dục đối với các cái pháp tham dục. Mà còn cái người nào mà thấy nó còn hoài đó, người ta mới gom góp lại những cái pháp gì mà người ta thích, người ta gom lại, người ta để xung quanh đó, tính cái đó nó còn mãi thời gian, nó còn hoài với thời gian. Nhưng mà đến một lúc nào đó, những cái gì mà mình gom góp á, nó còn hoài ở đó, nhưng mà mình thì không còn hoài. Nói lại cái đó nữa, bây giờ ví dụ như chiếc xe nha, mình mua chiếc xe đó có thể tuổi thọ nó tới 500 năm không hư nữa. Người ta để xe chùm mền, người ta ra người ta chạy máy hoài, người ta lau chùi nhớt, 500 năm chiếc xe đó cũng không hư nữa. Có nghĩa là mình bảo quản nó hoài, nó trở thành nên đồ cổ. Nhưng con người của mình là một cơ thể sống, nên bảo quản gì bảo quản, mình cũng tuốt, cũng bảo quản rồi dữ lắm chứ, cũng khám bệnh định kỳ, là đi bệnh viện rồi là vô nước biển uống thuốc bổ, rồi ăn đồ quý, đồ ngon rồi dữ lắm chứ. Nhưng cuối cùng mặt trời đốt càng ngày mình càng khô héo đi. Bây giờ ví dụ như mình lấy một cái trái gì đó đem ra phơi nắng này, đầu nó khô đi như trái chuối đi, nó khô từ từ. Thì con người mình cũng vậy, mặt trời đốt theo thời gian thì nó khô từ từ lại, nó khô đét lại cho tới chừng nào người ta không còn thở nữa, thì xác thân này cũng là tan hoại thời gian lần vậy đó. Nên một khi ông ta ngồi ta tư duy lại về sự thiêu đốt của ánh sáng mặt trời, về thời gian nó kéo dài qua trên sự thiêu đốt đó, là không còn lại bất kỳ cái gì ở thế gian này hết. Nên những cái gì mà chúng ta có ngày hôm nay, mình chấp thủ, mình yêu thương, mình chiều chuộng nó, mình giữ nó, nhưng cũng đâu có giữ được đâu. Cho nên đó, nói là đời thì có cũng như không. Nên nó nhầm khi là người ta nghe người ta buồn, người ta sốc trời ơi giờ tôi có đủ hết trơn, mai mốt là không á. Đi qua Ấn Độ một chuyến mình mới thấy các cái tháp á, stupa là những cái tháp á, ở bên Ấn Độ xây bằng gạch. Rồi các nhà khảo cổ học á, người ta mới đào cái tháp đó. Cái tháp mà không biết cái tháp, mình tính đâu là cái núi, tại vì cây mọc lên cao lên đất, mình bươi bươi lên là đất cát ở đó. Nhưng mà khi người ta đào xuống khoảng 2 mét thì mới thấy cái tháp ở phía dưới. Như vậy thì trước đây khoảng hơn 2000 năm trước, vào thời Đức Phật là xây dựng cái tháp đó rồi, nhất là tháp thờ Xá Lợi của Phật đó. Mà chỉ có hơn 2000 năm sau thôi, nó dày lên khoảng 2 mét, mà 2 mét đất.
Khi người ta đào đó, người ta đào nửa cái tháp đó xuống để cho người ta thấy được cái tháp đó, cái nhà khảo cổ đó. Thì một nửa phía bên đây á, đất nó trồng lên, cây cối lên, nửa bên đây người ta đào ra cho mình thấy đó. Nên chỉ có 2.500 năm thôi thì bụi thời gian nó lên 2 mét mấy. Bụi thời gian nó trồng lấp luôn. Nếu mà các nhà khảo cổ học không có là khảo cổ á, thì người ta tưởng đó là một ngọn núi. Ai nhà đâu là một cái tháp nhân tạo của con người. Nên chúng ta mới thấy nhìn cái đó, cái mình thấy cái cuộc đời nó là vậy đó. Ví dụ như cái rạch Ni Liên Thiền đi chẳng hạn, thì Đức Phật đã ngồi ở đó tu 49 ngày đêm đó. Ở đó có một cái dòng, con rạch nhỏ như một dòng sông nhỏ vậy đó. Hồi lúc Đức Phật ngồi á, thì nước khoảng ngang bụng. Tới ngày Trần Huyền Trang đi ngang á, thì nước ngang đầu gối. Còn mấy năm trước thầy đi á, thì nó bằng đất đây luôn, là không mất luôn cái con sông đó luôn, không còn đó. Gọi là biển quá cồn dâu á, nghĩa là thay đổi hết ở trên đời này. Cho nên á, mình á, sống ở đây, mình tính đâu á, là mình có cái này, mình có cái kia, mình có cái nọ, nên mình quý, mình mến, mình ưa, mình bảo vệ lấy nó. Nhưng mà nó không có còn, có cũng như không à. Cho nên đó quý vị, khổ với nó làm gì? Nó đã là có cũng như không. Thứ nhất mình tiếc nó để làm gì? Thứ hai mình khổ nó để làm gì? Thứ ba mình tranh giành nó để làm gì? Quý vị, nếu nó đã có như không rồi, vậy mình tiếc để làm gì? Nên mình cho tiếc, mất tiếc. Mình có hai cái tiếc. Một là mình cho mình tiếc, hai là nó mất đi mình tiếc. Như vậy tiếc để làm gì? Nó có như không mà trước sau nó cũng trở về không rồi. Bây giờ mình thấy nó có vậy đó, nhưng mà thời gian, nhiệt độ, thiêu đốt, nó không trở về không à. Vậy thì mình tiếc núi để làm gì? Cái thứ hai nữa, mình khổ với nó để làm gì? Tức là mình khổ với nó, mình có gì mình khổ nó đó. Tại có gì mình quan tâm nó, mà quan tâm nó mình kiết sử với nó. Mà kiết sử nó thay đổi là mình thay đổi. Nên đó là nó bị thay đổi là mình khổ với nó. Nên những cái gì mình có, mình rất là khổ tâm lao lực tới với nó. Vì khổ tâm lao lực với nó để làm gì? Rồi cái thứ ba, họ không có tuân thủ vào quy luật nhân quả nghiệp báo. Cái gì nó đến thì nó đến, không có đâu. Họ đi giành giật, họ đi giành giật để cho có. Nhưng mà có rồi cũng như không. Mà khi chúng ta tiếc á, thì sanh tâm phiền não. Khi chúng ta khổ nó thì sanh tâm não phiền. Mà khi chúng ta giành giật á, thì sanh ra tội lỗi. Vậy thì toàn là sanh ra não phiền và tội lỗi khi chúng ta tiếc của, khi chúng ta khổ tâm đối với nó, lao tâm nhọc với nó. Rồi khi chúng ta giành giật nó, tạo nên nghiệp, tạo nên tội lỗi. Và chính cái đó nó dẫn mình đi trong sanh tử luân hồi, bao nhiêu sầu thương khổ u não ở trong đó. Nên nói cuộc đời có cũng như không. Mà người ta không tin, mình ngồi mình nghiệm si đi, ngồi nghiệm si. Nên cái người xưa đó, nhằm khi á, người ta nhìn chiếc lá vàng rơi thôi là người ta cũng khởi tâm người ta tu nữa. Các cái vị mà độc giác Phật á, các ngài chỉ nhìn cái lá vàng rơi thôi là các ngài biết á, là cái quy luật của cuộc đời này đó là thành trụ dị diệt. Nó không có còn mãi với thời gian bất kỳ cái gì ở trên đời này cả. Nên các ngài không ham thích nữa. Nên từ đó các ngài độc cư thiền định, các ngài tu theo nhân duyên. Và cuối cùng là các ngài đã loại bỏ được cái tâm tiếc, loại bỏ được tâm mến ưa, loại được bỏ tâm sầu khổ, loại bỏ những tâm chiếm hữu, giành giật đối với nó. Nó sẽ dừng lại tất cả các pháp khi chúng ta thấy đời có cũng như không. Ngồi mình quán đi. Tức là mình quán là mình đưa tâm đến, mình tư duy, mình suy nghĩ những cái gì xung quanh mình có. Khi ở trên đời này, khi chúng ta chưa sanh ra, nó là của người khác. Khi mà chúng ta sanh ra thì cái của cải đó là của mình. Thừa kế hoặc là người ta mua, ta chiếm đoạt, người ta lấy. Nhưng mà khi chết đi thì nó trở lại của người ta. Kể cả thân mình, nó không còn theo mình với thời gian nữa. Do đó mà trong có đoạn sách viết về bất kỳ người nào cũng có bốn cái bà vợ đó. Mình có nghe câu chuyện đó chưa? Có một bà vợ á, thì lúc nào mình đi mình cũng thương, mình đem theo nè. Bà chừng ở kế cạnh bên mình chừng thương, nhầm khi còn hung nữa chứ. Nhưng mà khi vừa chết đi cái là bà lấy chồng liền. Bà vợ thứ nhất. Bà vợ thứ hai á, là mình thương, mình đi đâu mình cũng nhớ hết trơn á. Nhưng mà mình cũng nhớ mình đi về hoặc là mình mang theo. Nhưng mà chết đi là tối đa
là bà vợ đó đưa mình ra, đưa tới cái mộ chở về rồi. Còn bà vợ thứ ba là mình đi tới đâu mình bỏ cũng không được, mất thì mình tiếc nuối sầu thương oán giận. Nhưng mà chết đi một thời gian thì bà cũng lấy chồng khác. Còn bà vợ thứ tư á, mình bỏ bê là không ngó không ngàng gì hết á, rồi á là để đầu đường xó chợ không quan tâm gì hết, nhưng mà khi chết á bà theo mình. Nên cái bài kinh đó đó, Đức Phật mới dụ bà vợ thứ nhất chính là tiền bạc á. Mình đi đâu cũng mang theo kè trên á, vừa tắt hơi con ruột con trai dâu rể lấy liền tại chỗ, nghĩa là vừa tắt hơi cái mà phản bội liền. Mình đi đâu cũng đem theo trên á, có ai mà trong túi không có tiền dám đi không, đi ra ngoài đường không? Nên đi đâu cũng kè sợ mất nghe, về còn khóa cửa mở rương rồi để trong nữa. Mở rương để trong nữa. Nhưng mà vừa tắt hơi cái sang chủ khác liền, là có chồng khác liền, phủ vàng chưa. Còn bà vợ thứ hai á, đi đâu mình mang theo, hoặc giả là đi đâu mình nhớ nhung rồi dữ lắm đó là vợ chồng, là con cái, là người thân đó. Nhưng mà khi chết đi á thì người ta tối đa người ta đưa ra tới mộ thôi chứ đâu có đi theo mình đâu. Nên người mà gần ra đi á, kêu dâu rể gì đi theo má theo mẹ là theo u sợ lắm, chạy hết là đâu ai dám, dầu thương cỡ nào thương khi chết cũng không đi theo. Đó là những người thân của mình đó, người yêu, vợ chồng con cái đó. Đó là vợ thứ hai. Bây giờ thứ ba, đi đâu mình cũng nhớ cũng tiếc cũng thương cái mất, đó là nhà cửa đất đai ruộng vườn đó. Nhưng mà khi nhắm mắt xuôi tay rồi mấy bữa là đi theo người ta rồi, là đi theo người khác rồi, chứ đâu còn lại của mình nữa đâu. Còn bà vợ thứ tư á, chính là nghiệp của mình, nghiệp thiện, nghiệp ác của mình á. Mình đâu có để ý đâu, mình làm gì mình đâu có để ý, làm gì mình cũng không có để ý tới đây là thiện, đây là ác, đây là tốt hay là xấu gì cả. Nếu mình bỏ bê, không có chăm sóc, không coi gì hết, bỏ mặc đó một cách rất là phũ phàng. Nhưng mà khi tắt hơi mình đi đến đâu, bà vợ đó đi đến đó. Cho nên á, từ một cái câu chuyện thí dụ như vậy, Đức Phật dạy cho mình mới thấy được rằng á, là chính là nghiệp của mình, nhân quả của mình gieo, thì chúng ta hãy quan tâm. Thay vì chúng ta quan tâm ba cái bà vợ trước, dành thời gian ưu tiên, bây giờ mình quay lại, mình quan tâm tới cái thứ tư, là quan tâm tới cái việc làm của mình, tới cái lời nói của mình và những cái quyết định của mình. Mình hãy quan tâm đó, và quan tâm là mình chứa chấp cái tâm nào ở trong tâm của mình, nó làm ảnh hưởng mình như thế nào, mình hãy quan tâm những điều đó. Tại cái đó nó sẽ theo mình suốt cuộc đời này và những đời sau. Còn vợ chồng con cái người thương, nhà cửa đất đai ruộng vườn, danh vọng bạc tiền thì nó phũ phàng lắm. Cho nên đó, có đó lại rồi mất đó, cõi vô thường thọt có thọt không, có hay không là nơi chốn không không, không hình tướng thì không bao giờ hư hoại. Còn cái gì có hình có tướng là cái đó sẽ hư hoại với thời gian. Cho nên đó quý vị, cuộc đời á có cũng như không thôi. Cho nên thứ nhất là đừng bao giờ là chúng ta tiếc nuối khi nó còn hay nó mất, tại vì tùy duyên thôi. Đức Phật dạy trong Thuyết Nhân Duyên á, các pháp do duyên sanh, các pháp do duyên diệt. Tùy duyên có duyên nó đến, hết duyên nó đi đó là chuyện đương nhiên. Mà mình á không thấy được điều đó nên chúng ta tiếc nuối. Nó đến á thì mình hân hoan chào đón lắm, chìm chín mời vào nữa ha. Nhưng mà khi mà nó ra đi cái đó, sầu thương quán giận tiếc cho lắm. Cho nên một bậc trí giả đó, cuộc đời biết có cũng như không, nên cái gì nó đến thì mình giang tay ra đón, cái gì nó ra đi thì mình cũng an ổn mà tiễn biệt. Tại vì cái gì nó cũng có duyên của nó, nó còn duyên thì nó đến, hết duyên á thì nó đi. Đó là nhân là duyên ở trên thế gian này thôi. Có tiếc nuối thì nó không còn, mình có tiếc cũng không còn, có sầu thương oán giận cũng nó đâu còn. Cái thứ hai nữa là mình không có khổ gì nó.
Có nghĩa là cái duyên của nó ở thế gian này bao lâu mình á, quan tâm mà không có khổ. Còn người quan tâm rất là khổ. Quan tâm mà không có khổ là người ta thương yêu, người ta quan tâm, người ta giúp đỡ, không có kiết sử. Còn chúng ta quan tâm mà chúng ta khổ, đó là còn ái kiết sử. Nên những cái gì của mình có, mình bị ái kiết sử nên nó làm cho mình khổ. Tức là nó cột trói mình lại, không cho mình đi đâu hết. Có người có cái nhà, có của cải vật chất, không dám bỏ đi, sợ trộm cắp. Đâu dám bỏ đi đâu. Cả đời và đi đâu có nhớ, gọi là nhớ nhà. Rồi không đi được, rồi mai mốt quá tắt hơi thì sao? Tắt hơi rồi làm sao? À, quý vị thấy không? Cho nên á, là có những chuyện á, rất là phũ phàng. Có cái hai vợ chồng, là cái người vợ đi đến hút thuốc. Cái cổ là hút thuốc giùm ông chồng. Nó trời sao ông chồng đâu biết bệnh đâu hút. Rồi là thấy ổng đau đây, thấy ổng đau kia, thấy đau nọ, đi hút thuốc. Là vì sao hút được? Là phải đi bắt mạch hút thuốc khám bệnh rồi đó mới hút chứ. Làm gì sao biết được? Cổ là ổng không có rảnh đi khám thầy ơi. Là con người ta nó bận tới độ mà không có rảnh đi khám. Mình nói không phải nói ác nha. Mai mốt làm không nổi nữa rồi sao? Hay là tắt hơi rồi sao? À quý vị, tới bệnh mà nói là bệnh mà than mà rên luôn mà không có rảnh đi khám, cũng không biết là người ta bận tới cỡ nào. Nói thật đó quý vị, đi đám cưới, đám đầy tháng thôi nôi đồ đó thì mình bận mình không đi thì mình còn nghe được. Còn đằng này bệnh bận không có thời gian đi khám bệnh. Rồi kêu người khác á là đi khám giùm, là khám bệnh khám giùm mà kỳ vậy. Ai biết đường xá đâu cho thuốc. Nhưng mà cũng ai đâu cho phép cho cái kiểu mày vậy. Mình bệnh mình phải đi khám, người ta mới biết bệnh, phải đi chụp hình, đi thử máu. Nó là đi bệnh viện đi, đau đâu đó thì đi bệnh viện đi chụp hình thử máu siêu âm gì đó tùy theo bác sĩ để giới thiệu mình. Nên nó ra được cái bệnh, từ ra bệnh đó thì mình mới là tìm cái cách mình trị cho cái bệnh đó. Chứ đừng có bao giờ mà quý vị là nói rằng là không có rảnh để đi khám. Mình tranh thủ được hết á, tại mình không tranh thủ mà thôi. Dạ quý vị, nên cái thân của mình á, nó cũng buồn mình dữ lắm, nó cũng quán mình dữ lắm, nó cũng hận mình dữ lắm. Nó nói là tôi á, muốn khỏe mạnh dữ lắm mà anh cứ làm việc miết à, làm sáng, làm trưa, làm chiều, làm tối, tới mà đi khám bệnh, đi siêu âm, đi thử máu mà anh cũng không có thời gian nữa. Cho đến một ngày vậy đó, tôi còn không á, là dậy nổi luôn rồi á, là đem đốt luôn. Quý vị thấy chưa? Cho nên á, ở trên cuộc đời này không có cái gì mà còn tồn tại mãi mãi với thời gian đâu. Nên đừng có tiếc nó làm gì, mình đừng có khổ với nó để làm cái gì. Không có gì. Cho nên á, một bậc trí giả, người ta thấy cái gì đến thì biết là duyên đến, người ta trân trọng. Thấy cái gì đi biết là hết duyên rồi á, thì người ta gọi là liếng tiếc chút thôi. Gọi là tình cảm tình nghĩa vậy thôi. Chứ không phải là sầu thương oán giận khổ não với nó để làm gì. Và cái thứ hai nữa là không bao giờ tranh giành chiếm đoạt bằng mọi giá. Vì là chúng ta biết mình chiếm đoạt tranh giành đó là khổ cho mình và làm khổ cho người khác, mà người ta tạo ra cái nghiệp ác. Cho nên cái gì người ta là cũng tùy duyên mà thôi. Làm thì làm, có thì có, không thì không. Chứ không bao giờ người ta là đi cướp, đi ăn trộm, rồi tranh giành, rồi hãm hại người khác để được cái đó cả. Có gì bậc trí người ta không làm vậy. Tại vì ở trên thế gian này có cái gì còn hoài đâu. Mà mình phải làm gì, mình đổi lấy cái ác nghiệp đó mà để được một cái mà mai mốt nó cũng như không. Bậc trí giả không làm vậy. Bây giờ mình lấy được cái này, mai mốt nó cũng trở về không, nó cũng tan hoại. Mà tội mình lãnh mình mang theo. Đó bà vợ thứ tư đi theo mình đó, tội lãnh mang theo. Rồi chính trả cái quả báo đó, trả cái nghiệp đó. Quý vị thấy không, tan thương không, đau thương không, nó không đáng. Nhầm khi ăn cắp ăn trộm, nhậu có mấy ngày hết. Nhưng mà nói lực thế gian mà không nói nha, lực nhân quả bắt đọa làm loài ngạ quỷ, hoặc làm đầy tớ của người ta, hoặc làm súc sanh giữ nhà cho người ta, hoặc làm trâu làm ngựa kéo xe cho người ta. Quý vị, mà không phải là một ngày mà là một đời.
Nếu làm trâu làm ngựa là phải làm một đời, làm chó làm bò phải làm một đời, làm súc sanh phải làm một đời trở lên, chứ không phải một ngày một bữa. Cho nên đời mình thấy có à, nó cũng như không mà. Nên đừng ham. Ham là nguyên nhân của tất cả các đau khổ. Nên mình thấy đời là có, là tùng mà mãi mãi, nên chúng ta ham lắm, ta đắm, ta thích lắm à. Nhưng mà nếu mà mình thấy đời mà có cũng như không á, thì đừng có ham, đừng thích, đừng mến, đừng ưa đối với nó. Đó là đời à, tuy có mà nó không á. Nên á, mình đừng có à, bao giờ bị sốc cái này, đừng có bao giờ mà khổ đau với cái này. Nên á, Hòa Thượng Thanh Từ thường hay á dạy, Ngài nói là nếu mà chúng ta tu rồi á, ta dán lên cái chữ ngay chân cái trán á, gọi là chữ tử. Có nghĩa là gì? À, là à, không có cái gì còn hết á, tử là mất á. Nằm dán trên trán mình á, để chữ tử, nó không có gì còn hết á. Thì vị tham nó làm gì, đắm nó làm gì, khổ nó làm gì, sầu thương quán giận làm gì. À, nên dán chữ tử. Cái chữ tử á, là sanh lão bệnh tử. Cái chữ tử là cái gì nó cũng sẽ mất đi. Cái gì nó hiện diện ra trên cuộc đời này rồi nó sẽ mất đi. Nên đó, người ta tu tập người ta dán chữ tử, dán trán. Nói dán trán chứ thực ra là không phải là mình dán trán chữ đó. Dán trán là luôn luôn lúc nào mình cũng nhớ chữ đó đó. Là nhớ chữ tử, có nghĩa là nhớ cái chữ không á. Nó có cũng như không đó là chữ tử. Chữ tử tức là có cũng như không. Chứ mình đừng có nói cái nghĩa đen của chữ tử. Nghĩa đen chữ tử là người ta chết. Còn cái nghĩa bóng của chữ tử là có cũng như không, là chữ tử. Nên ta dán đầu giường chữ tử, dán cái chén chữ tử, dán ở trên cái giường chữ tử. Chữ tử đó để nhắc nhở mình có cũng như không. Đừng sầu thương quán giận, đừng tham đắm, đừng tranh giành, đừng chiếm đoạt, đừng sân si đối với nó nữa. Hãy bình lặng trước cuộc đời này. Hãy nhìn cuộc đời này cho nó trôi qua, thấy nó trôi qua, thấy nó trôi qua, thấy nó thành, thấy nó trụ, thấy nó tan rã, thấy nó hợp, nó ly, nó đến, nó đi. Một ngày nào đó một mình đó, mình nhìn ngồi, nhìn dòng nước đang trôi. Mình nhìn đó, mặt trời đang mọc, mà mặt trời lặn, sunrise, sunset, mặt trời lặn, mặt trời mọc. Mình nhìn đó, gió thổi lùa qua cái đám cỏ rạp xuống. À, mình nhìn mây bay trên trời, nó tụ nó tán. Cứ nhìn thiên nhiên đi, mình mới thấy đó là thiên nhiên thay đổi luôn 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 luôn, lúc nào thiên nhiên cũng thay đổi. Giống như cái dòng đời của chúng sanh mà chảy từ vô thủy đến bây giờ, chúng ta quay cuồng trong đó, ra đi mỏi mệt ở trong đó, tìm rồi lại mất, mất rồi lại tìm, tìm rồi lại mất, mất rồi lại tìm. Mình mỏi mệt như đó đi tìm, mà mình biết đi tìm gì không? Mình đi tìm hạnh phúc, mình đi tìm của cải, đi tìm cái làm cho mình hạnh phúc. Nhưng cái làm cho mình hạnh phúc, cái đó nó sẽ mất đi thời gian, nó sẽ trở thành chữ không. Nên hạnh phúc nó kèm theo không. Tại vì khi có nó mới có hạnh phúc, mà giờ mất nó rồi hạnh phúc còn đâu. Mà nó sẽ mất thì hạnh phúc nó sẽ mất. Nên hạnh phúc là cái không có thật. Hạnh phúc là cái khi nó có những cái gì chúng ta thích mà thôi. Hạnh phúc là khi cái có những gì chúng ta thích. Nhưng mà chính cái đó khi chúng ta hết thích, nó cũng hết hạnh phúc luôn. Bây giờ ví dụ nha, chúng ta thích một cái chiếc xe Honda. Ví dụ như Honda SH Mod. Thì là thấy mấy em nhỏ nhỏ thích SH Mod. Đó, thích chiếc đó. Trời ơi, cha mẹ mua chiếc đó thích lắm, vui lắm, hạnh phúc lắm. Nhưng thời gian sau, mà Beppa Mod, cái hết thích chiếc này. Như vậy thì khi chúng ta còn thích thì nó còn hạnh phúc, mà hết thích á thì là nó là hết hạnh phúc. Chính cái đối tượng đó đó nha. Cái này là nói là cái đối tượng đó còn, mà tâm thích của mình hết. Còn vô thường, làm cái mình thích nó đã mất đi, thì mình cũng hết hạnh phúc luôn. Như vậy tâm thích hết thì nó cũng hết hạnh phúc, và cảnh nó hết thì cũng hết hạnh phúc. Như vậy đúng quý vị, chứ tâm thích nó còn hoài không? Mình có bao giờ thích cái đó nó hoài mãi mãi không? Đâu, mình nghiệm coi, nhỏ tới lớn,
tỷ tuổi. Nhầm khi 1-2 tuổi thích kẹo, nhưng 5-6 tuổi thích đồ chơi, còn 7-8 tuổi thích đồ chơi khác, chơi điện tử. Rồi 10-mấy tuổi là thích internet. Rồi 16-17 tuổi là thích có bạn trai bạn gái. Rồi lớn lên chút nữa là thích danh dự, công ăn việc làm, thể hiện với người ta. Rồi lớn tùy vào tuổi thích khác nhau, tùy vào thời gian thích khác nhau. Rồi lúc có tiền ta thích cái khác, không có tiền ta thích cái khác. Nên cái thích thay đổi. Hồi nãy còn thích thì còn hạnh phúc, hết thích còn hạnh phúc không? Nó thay đổi cái khác rồi. Vì là hạnh phúc cũ nó sẽ mất, nó sẽ có hạnh phúc mới, nó sẽ thay đổi. Cái đó là chúng ta nói là cái đối tượng nó vẫn còn đó, nhưng mà đối tượng nó mất thì hoàn toàn hạnh phúc nó sẽ mất. Cho nên ở trên đời này thật sự không có sự an ổn ở trong cuộc đời này, mà nó chỉ đổi từ một cái cảm giác này sang một cảm giác khác, đổi từ một cái vị trí này sang một vị trí khác mà thôi. Nếu ai nhìn được cái đó, đầu chúng ta quan sát đi, ban đêm ta nằm ta điếm sao ông trời. Ban đêm á là chúng ta nhìn vào bóng tối của đêm đen, ban ngày nhìn vào không gian mênh mông, nhìn mặt trời lặn, mặt trời mọc, nhìn dòng nước đang trôi, nhìn gió thổi rạp cây, nhìn từng chiếc lá vàng rơi qua khe cửa. Lúc đó chúng ta không phải làm thơ, mà chúng ta nhìn thấy cái sự đời, cái sự mà chuyển hóa của cuộc đời này. Các thi sĩ người ta làm thơ, ví dụ chiếc lá rơi, ngoài thềm rơi chiếc lá đa, tiếng rơi rất khẽ như là rơi nghiêng. Hay ghê không? Hoặc là nhìn chiếc lá vàng rơi á, em ơi có nghe chăng, tiếng mùa thu chết, con nai vàng ngơ ngác dẫm lên lá vàng khô. Nghe hay không? Đó, nhưng mà mình đó là không có làm thơ vậy, mà mình thấy tất cả các cái nó không tồn tại với thời gian. Đừng giữ, đừng tiếc nuối làm gì, hãy lặng nhìn nó trôi qua trước cuộc đời của mình. Nên lúc đó chúng ta không chạy theo, mà chúng ta dừng lại để nhìn. Ngày xưa chạy theo để nắm, để bắt, gọi là gì, thả mồi bắt bóng. Ngày xưa mình chạy theo nó để mình bắt, mình lấy, mình giữ. Bây giờ mình ngồi, mình nhìn thấy nó đi ngang. Khi nào mình ngồi mình nhìn thấy nó đi ngang là tu. Lúc mình chạy theo nó để mình nắm, mình bắt, có được là đời. Bắt đầu chúng ta sang đạo nè, sang tu nè. Hình ảnh những cái mà diễn ra trong cuộc đời này đó, mình chạy theo để mình nắm, mình bắt. Nếu mình chạy liên tục, mình chạy theo nó, chạy cả đời luôn mà không biết chạy đâu, giờ không biết nắm bắt cái gì. Giờ mình cứ chạy, mình nắm bắt, cứ chạy, nắm bắt hết cái này tới cái kia. Mình tính cái kế hoạch này, tính kế hoạch kia. Mình làm chuyện này, mình làm chuyện nọ, mình làm chuyện kia. Ngày này qua ngày nọ, ngày này qua ngày kia. Chạy theo, nắm bắt, bắt rồi mà chả nắm được. Chạy theo, nắm bắt, bắt rồi chả nắm được. Hoặc là chạy theo không kịp, không bắt được và không nắm được. Nên ngày hôm nay cũng chẳng thấy cái gì ở trong tay mình cả. Nó vụt khỏi tầm tay mình tất cả các cái. Dạ, quý thấy không? Do đó là chúng ta là đời là vậy đó. Nên chúng ta thấy chúng ta còn chạy theo, còn nắm, còn bắt, còn rước, còn đuổi, còn tìm, còn kiếm, thì đó là chúng ta đang còn ở trong dòng đời. Cho đến một ngày mình mỏi mệt, nhìn lại mình, nghĩ mình, nhìn lại thương mình xót xa, nhìn mình thấy mệt. Hoặc là có một tác động ở đâu đó vào trong tâm mình giật mình. Ví dụ người thân của mình ra đi, bạn bè của mình ra đi, người ta rất giàu sang phú quý, người ta cũng ra đi, người ta rất đẹp, rất thông minh trí tuệ, người ta cũng ra đi. Nên lúc đó mình nhìn lại, mình giật mình, kẻ trước người sau. Và bắt đầu người ta dừng lại, người ta không chạy theo nữa, không chạy theo tìm kiếm, ôm ấp giữ, tranh giành chiếm đoạt, không chạy là lăng xăng tối ngày, ngày này qua ngày kia nữa, mà ta ngồi tĩnh lặng, ta quan sát cuộc đời, vậy gọi là dừng lại. Bắt đầu ta dừng lại thì bắt đầu chuyển qua chữ thứ hai gọi là tu. Hồi nãy đời tuy có mà cũng như không, đúng không? Bây giờ nè, ta nói là tu tuy không mà là có.
Tôi không thấy người ta không làm gì hết trơn á. Mình thấy người ta không làm gì hết trơn, tức là ở bên hình tướng thấy người ta không có làm gì hết trơn á, nhưng trong tâm người ta làm. Còn á, đời á là ngoài hình tướng làm, nhưng trong tâm ta không có làm. Ở đời thấy hình tướng ta làm, ta chạy đầu này ta bắt đầu kia, ta làm cái này, ta làm cái kia, ta làm cái nọ, đó là đời đó. Nhưng trong tâm ta không có làm gì hết á. Nhưng mà tu á thì ở bên ngoài thấy không làm hết á, nhưng mà bên trong ta làm dữ lắm. Bên trong ta làm gì? Ở bên trong ta kiểm soát, kiểm soát thân khẩu ý, là kiểm soát á, tâm mật tương ưng, kiểm soát thân à, kiểm soát khẩu, kiểm soát ý, kiểm soát hành nghiệp của mình, kiểm soát á, các cái phiền não của mình, kiểm soát căn tiếp xúc với trần à, dần dần ta kiểm soát đó. Và khi kiểm soát đó một thời gian, bắt đầu ta có nè, có phước báo. Khi kiểm soát đó rồi, bắt đầu ta đi ra hành động phía bên ngoài để giúp đỡ mọi người. Khi tâm ta tốt lên á, thì bắt đầu ta có phước báo. Cái thứ hai nữa là khi kiểm soát rồi đó, ta làm tiêu tan những cái tâm phiền não làm cho mình đau khổ, bắt đầu người ta có công đức và hạnh phúc nó tràn về, bắt đầu người ta có hạnh phúc, bắt đầu người ta có an lạc, bắt đầu người ta có trí tuệ, bắt đầu người ta có thương yêu, bắt đầu người ta không có nông nổi nữa, bắt đầu người ta sống chậm, bắt đầu á ta biết quý mến nhau, bắt đầu người ta biết quý thời gian à, người ta biết quý á, cái sự tu tập. Nên bắt đầu ta có lần trước hết là có phước báo, có công đức à, có thanh tịnh, có an vui, có hạnh phúc, có an lạc ở trong lòng của mình á. Nên đó là người tu bắt đầu người ta có đó. Mà người đời, cái ở ngoài đời chạy theo không có đó. Cho nên mình nói mình tu mà mình không có đó, tức là mình đang ở trong đời đó. Nếu mình nói mình tu mà không có đó, mình chạy theo, mình kiếm cái này, mình kiếm cái nọ, mình kiếm cái kia à, mình chạy lăng xăng lẫn quẩn, mình làm việc bên ngoài không à, mà mình không có làm việc ở bên trong cái tâm hồn của mình. Cho nên á là mình nói mình tu mà mình không có tu. Mình nhìn lại còn có tu không, là mình còn chạy lăng xăng theo cái mà nó thôi thúc ở phía bên trong không. Nên cái thôi thúc ở phía bên trong để cho mình chạy lăng xăng đó, thì ở trong kinh gọi đó là dục đó. Dục là cái thôi thúc từ ở phía bên trong đó. Nên đời là chạy lăng xăng làm phía bên ngoài, mà có rồi cũng như không, nó mất đi hết à. Ở trong mình không làm gì hết, mình mặc cho nó, mình không làm gì hết, tất cả ở trong không can thiệp hết, đó là đời đó. Nên đó, khi mà đời nó chạy lăng xăng bên trong không can thiệp, thấy làm bên ngoài, bắt đầu tu người ta dừng lại, người ta quan sát chứ không chạy theo. Quan sát cái gì? Quan sát cái sự vô thường chảy lên trên dòng sông của tạo hóa. Quan sát cái gì? Quan sát những cái gì xảy ra trên thân và tâm của mình. Nên thân và tâm mình xảy ra gì người ta quan sát. Cái đó là ở bước độ 1. Bước độ 2 bắt đầu ta thực hiện, ta hành động. Ở phía ngoài ta hành động, ta chọn làm những việc lành, bỏ các việc ác. Ở phía bên trong á, người ta bỏ những tâm ác, ta phát triển tâm lành. Bắt đầu ta làm liên tục mà xuất phát từ ở nội tâm. Còn cái đời á, ta xuất phát từ ở phía bên ngoài tâm. Còn mà tu á, là làm xuất phát từ ở khía cạnh của nội tâm à, ta làm ta mài miệt lắm. Ta mài miệt để ta quan sát, ta chi tìm, người ta dừng lại, người ta là đoạn diệt các cái tâm ác ở trong tâm, đoạn diệt các lời nói ác, những hành động ác ở phía bên ngoài. Thời gian á, từng giây từng phút từng giờ ta làm liên tục. Nên cái người tu ta bận dữ lắm. Nên mình tính đâu người tu á là họ rảnh lắm. Người tu rảnh bên ngoài, bận ở bên trong. Người đời bận ở bên ngoài mà rảnh ở bên trong. Rảnh là bên trong không có làm gì chứ, bên trong có không à. Mặc cho ý nghĩ, mặc cho tâm, mặc cho suy nghĩ tùm lum tùm la, mặc cho tham dục, mặc cho cố chấp, mặc cho phiền não, mặc cho kiết sử chuyện cái lộng hành ở phía bên trong. Còn bên ngoài bắt đầu ta làm á, ta đi làm này, ta đi làm kia, làm này làm kia, làm dữ lắm.
mãi mê lo mài miệt chuyện hồng trần đó. Ta làm tối ngày à, tới bệnh mà không có thời gian đi khám luôn mà. Ta nói một cái chuyện bữa trước đó, có cô kia, cô đem cái hồ sơ của ông chồng bệnh ung thư gan giai đoạn 4, bác sĩ là kết luận luôn là giai đoạn chót à. Cô đem hồ sơ đi hút thuốc là trời sao mà không có ông chồng đi, cái người bệnh đâu? Chồng con làm giám đốc bận lắm thầy ơi, kêu ông đi ông không có chịu đi. Ông là ông không còn thời gian bao nhiêu để ông phải làm cho là cho nó xong công chuyện. Đố quý vị chứ công chuyện làm có xong không? Tại vì chuyện đó chuyện này hết tới chuyện kia, hết tới chuyện nọ, không bao giờ làm xong công chuyện cả à, quý vị. Nên chúng ta bỏ ngang mà mình có một cái nha, mình có cái suy nghĩ mình là quan trọng nhất, mình là giỏi nhất, nếu mà mình không làm không ai biết làm chứ. Mình có suy nghĩ đó đó, nên cái việc gì mình quen đó, mình làm đó, mình cứ nghĩ người ta làm không được, mình là vô địch, mình là số 1, mình làm mới được, người ta làm không có được. Nhưng mình hãy bỏ cho người ta làm đi, người ta làm không được từ từ nó sẽ được, nhằm khi cái người sau người ta làm tốt hơn mình nữa, người ta phù hợp hơn nữa, người ta tốt hơn mình nữa. Thầy cũng bị sai lầm lần nè, ví dụ như làm quả ở chùa đó, cái gì cũng làm chừng bao số hết trơn à. Mình cứ nghĩ là mình đi chùa khác người ta sẽ không ai biết làm gì hết, nhưng không ngờ á, mình đi qua chỗ khác mình làm, ở đây có người ta làm còn giỏi hơn mình nữa, còn làm còn tốt hơn nữa, mới hơn nữa, là làm á, là còn cập nhật cái hiện đại hơn nữa. Mình đừng suy nghĩ vậy à, có gì trên đời. Cho nên á, mình đừng có nghĩ là tôi làm việc quá trời luôn. Dĩ nhiên ai cũng có công việc hết trơn á, nhưng mà mình không phải là không dành ra được thời gian, cái đó ăn thua mình sắp xếp thôi à. Cho nên bình thường á, mình thấy á, người đời á, bận rộn dữ lắm là ở phía bên ngoài thôi, nhưng trong tâm rảnh dữ lắm. Người tu á, thì bên ngoài có thể mình thấy nó rảnh, nhưng mà bên trong á, người ta bận dữ lắm. Nên á, cái ngày Tích Xa là em của vua A Dục á, mới thấy các vị thầy đi khất thực không đó. Trời tối ngày không không à, đi không làm gì chứ, người ta làm muốn chết luôn à, không đi đi khất thực vậy á, nhưng không công bằng đó, ta làm muốn chết tự nhiên mà đi khất thực mình ăn vậy đó, rồi ở không tối ngày. Giờ đó mà ông cái sai lầm đó đó, tức là người tu làm hơn người đời. Người tu á, ta làm việc trong tâm, ta chỉnh sửa, ta làm việc trong tâm, ta chiến đấu với giặc phiền não phía bên trong, như là một người tướng mà ra trận ở phía bên trong á. Nên người ta đánh, ta chiếm đánh được một ông tham ta chiếm đất của ông tham, người ta trồng cái cây á, là từ bi hỷ xả lên, trồng cây thiền định lên, rồi trồng á, là cái cây á, là hoa nở thánh lên, vân vân. Nên người ta chiến đấu với nó, chiến đấu liên tục á. Nên mình thấy người tu bình thường ta ngồi không đây nè, chứ người ta đang chánh niệm tỉnh giác, hoặc là trong lòng ta đang niệm Phật đó, mình thấy người ta đi ở không á, nhằm khi thấy để sau chuỗi mà sau lưng rồi đi lần, mình tính đau trời ông này cũng rảnh dễ sợ ở không, ai nhà đâu ta đang làm việc đó, làm việc thì tinh thần ta đang A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Ta làm cái việc để cho tâm ta là được an trú trong cái bất loạn đối với hoàn cảnh. Người ta làm việc phía bên trong đó, ta A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, người ta đang làm việc nỗ lực, người ta làm việc phía bên trong đó mình không hay không biết. Nên vì người ta làm việc nên người ta có cái thu hoạch. Ta làm việc vậy nên ta được phước báo, ta làm việc vậy nên ta được công đức, ta làm việc vậy nên tâm ta được bình an, ta làm việc vậy nên ta được hạnh phúc ở trong tâm. Ví dụ như mình ngồi đây nè ha, mình chéo chân kiết già lưng thẳng, đặt niệm trước mặt, chánh niệm tỉnh giác, hít vào thở ra, mình miệt mài mình tập trung cái hơi thở ở trên môi dưới mũi, ở ngoài phía trước, giao nhau giữa cái mặt phẳng của mũi mình với giao nhau giữa cái hơi thở mà ra vào, điểm giao diện đó mình để ý cái hơi thở mình nằm đó, và mình giữ cái đó không cho nó đi giống hệt như mình kèm mà không cho nó chạy vậy đó, mình kèm đó một thời gian, bắt đầu tâm mình nó tĩnh lặng từ từ cái độ hạnh phúc trong tâm nó tăng lên, bắt đầu mình mới có nè, có sự an lạc, có sự hạnh phúc. Khi mà mình cố gắng làm chuyện đó, từ từ bắt đầu chúng ta có. Nên ở bên ngoài mình thấy có, nhưng cuối cùng có còn cái gì đâu. Nhưng ở bên trong mình thấy không nè, bắt đầu mình thấy có rồi đó.
có sự an lạc, có hạnh phúc, có tĩnh lặng, có từ, có bi, có hỷ, có xả, có sơ thiền, có nhị thiền, có tam thiền, có tứ thiền, có tâm đại thiện, có sơ quả, có nhị quả, có tam quả, có không vô biên xứ, thức vô biên xứ, hữu xứ, phi tưởng tưởng xứ, tất cả các tâm đó đều đem lại hạnh phúc và an lạc cho mình. Và chính cái đó nó sẽ đi đến phát huy trí tuệ của mình. Mà trí tuệ á thì nó không mất ở kiếp sau, mà thức và của cải tài sản vật chất nó sẽ mất ở kiếp sau, mà trí tuệ nó không mất kiếp sau. Nên á, cái người tu tập là trồng cây trí tuệ, nên có sẽ đời đời nó sẽ trổ hoa đi theo những kiếp về sau. Nên người tu tập là người đang trồng cây trí tuệ, đang nảy nở hoa lên, gọi là tu ba la mật. Tu ba la mật tức là tu trồng cây trí tuệ, nảy nở bông hoa lên vàng rực rỡ hết tất cả cái. Cho nên mình thấy là người tu mình tính đâu không có, nhưng mà ta có quá trời nhiều. Mà có ta mang kiếp này những kiếp sau luôn, chứ không phải là có kiếp này không đâu. Còn người đời có sẽ mất ở trong kiếp này luôn. Về tu nó có ở kiếp này và có ở những kiếp về sau luôn. Nó đem đi từ kiếp này qua những kiếp khác, đi từ qua kiếp này cũng khác. Nên những người trí tuệ đó người ta là không có tìm những cái mà nó mất, mà người ta tìm những cái nó còn. Còn cái đời á, ta tìm những cái rồi nó sẽ mất đi. Còn tu á là tìm những cái mà nó còn hoài. Nên đó, mỗi khi ta chéo chân ta ngồi thôi là bắt đầu tâm ta có tĩnh lặng, từ từ tâm ta có hạnh phúc, từ 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 quý vị làm thử đi. Mình chánh niệm tỉnh giác đi, rồi mình mới thấy tâm mình nó bớt loạn động. Mà bớt loạn động thì độ hạnh phúc nó tăng lên, cái độ phiền não nó giảm xuống, độ hạnh phúc nó tăng lên. Chánh niệm tỉnh giác, đi biết đi, đứng biết đứng, nằm biết nằm, ngồi biết ngồi, mặc áo biết mặc áo, mặc quần biết mặc quần, ngó lên biết ngó lên, ngó xuống, ngó ngang biết ngó ngang, đi nhanh rồi biết đi nhanh, đi chậm biết đi chậm, dở chân lên rồi biết dở chân lên, đặt chân xuống rồi biết đặt chân xuống, cảm thọ lạc biết cảm thọ lạc, cảm thọ khổ biết cảm thọ khổ, tâm có sân biết tâm có sân, tâm sân lớn tăng trưởng biết tăng trưởng, tâm sân giảm thiểu nhỏ biết nhỏ, tâm sân còn biết còn, nó biến mất biết nó biến mất. Cái đó gọi là chánh niệm đó. Nên á, chánh niệm không phải là tự nhiên nó có, mà mình dùng như lý tắc ý. Và luôn luôn lúc nào mình cũng đưa tâm về cái chánh niệm đó, tức là mình đang hoạt động, mình đang làm ở phía bên trong tâm hồn của mình, ở trong nội tâm á. Đó là tu tập. Nên người ta tu á, lúc nào người ta cũng tu hết. Còn người tu tịnh độ lúc nào người ta cũng niệm Phật chứ á. Mà niệm Phật để giữ tâm thanh tịnh, chứ không phải là niệm Phật để cầu vãng sanh. Dĩ nhiên niệm Phật là cầu vãng sanh, nhưng không phải niệm Phật là cầu vãng sanh, mà là niệm Phật để giữ tâm thanh tịnh. Tại vì điều kiện Đức Phật A Di Đà đặt ra, ai niệm Phật tâm thanh tịnh mới được vãng sanh. Nên cái người tu pháp niệm Phật, ta niệm Phật để tâm thanh tịnh, để được vãng sanh, chứ không phải người ta niệm Phật để cầu xin vãng sanh. Nên người tu mê tín tu sai, niệm Phật cầu xin vãng sanh. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, xin Đức Phật rước con về Tây Phương. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, xin Phật rước con về Tây Phương. Ta nói một tiếng chửi, ta nói một tiếng sân si bồ đề gai nổi lên. Về Tây Phương gì nổi vậy? Trong kinh A Di Đà Đức Phật dạy là người nào niệm Phật cho đến nhất tâm bất loạn là để tâm thanh tịnh thì mới được rước người đó về Tây Phương. Còn niệm Phật mà không được như vậy thì chỉ gieo duyên lạnh nhà Phật mà thôi. Cho nên ta niệm Phật lầm thầm trong tâm là ta đang chiến đấu với tâm phiền não để tâm được tĩnh lặng. Là ta niệm Phật rất là cực khổ. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, tâm nào trồi lên đè xuống, tâm nào trồi lên đè xuống, riết nó lặng lặng như cây cỏ, trồi lên chặt, trồi lên chặt, trồi lên chặt, riết nó trồi hết nổi luôn. Nó đâu còn sức nữa đâu trồi, nó ốm yếu lần lần đâu còn sức nữa đâu trồi. Cho nên quý vị thấy không, ta niệm Phật cầu vãng sanh là niệm Phật giữ tâm thanh tịnh, chứ không phải niệm Phật cầu khẩn để vãng sanh. Hai này nó khác nhau. Nên cái người không học pháp, ta niệm Phật cầu khẩn vãng sanh bằng tình cảm, rồi lên nguyện Phật dữ lắm, Đức Phật A Đà rước về cảnh giới Tây Phương. Đã đặt ra điều kiện rồi, niệm Phật để cho nhất tâm bất loạn là niệm Phật thấy cảnh là tốt thì không tham, mà thấy cảnh chán ghét thì không sân. Cái đó mới là vãng sanh. Cho nên người ta muốn vãng sanh thì người ta niệm Phật, ta thiêu đốt những cái tâm phiền não mà làm cho tâm mình loạn động. Thì người ta niệm Phật luôn luôn lúc nào ta giữ tâm thanh tịnh đó. Cái này nổi lên là niệm cho tan, nổi lên niệm cho tan, nổi lên niệm cho tan. Và đồng thời nguyện vãng sanh cảnh giới Tây Phương. Thì cái đó niệm Phật theo chánh pháp. Còn niệm Phật không theo chánh pháp, niệm Phật cầu khẩn
lên trước bàn thờ Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, xin rước về Tây Phương, nơi đây khổ quá, Phật ơi rước về Tây Phương, mà không có giữ tâm gì hết trơn á. Ai nói cái giận, ai nói cái hờn, ai nói ghét ghen, mà không có niệm Phật để điều phục cái tâm của mình gì hết, tu sai, cho nên không có giảng sanh được. Nên người nào nắm được cái yếu chỉ cho này, là người ta niệm Phật là người ta giảng sanh hết trơn à. Nhưng mà không phải niệm Phật câu giảng sanh đâu, mà niệm Phật phải nhiều ngày, nhiều tháng, nhiều năm. À, niệm Phật riết riết cái tâm mình nó sẽ tĩnh lặng ngược qua lại. Tại vì niệm Phật ta giữ tâm thanh tịnh đó. Cái gì kéo dài thời gian thì nó sẽ trở thành cái thói quen. Nên mình thanh tịnh riết nó quen, mình loạn động riết nó quen, mình sân si riết nó quen, mình phiền não riết nó quen. Cái gì cũng vậy chứ, mình chiều theo nó năm này vài tháng là nó sẽ quen. Còn cái gì mà chúng ta không chiều theo nó thì là nó sẽ không quen. Cái gì kéo càng dài càng lâu thì nó quen. Cái gì cũng vậy chứ á. Nên mình niệm Phật riết trở thành câu niệm Phật quen, mình giữ tâm thanh tịnh riết, tâm thanh tịnh mình sẽ quen. Nên trước khi mà rời khỏi cuộc đời này á thì tâm mình thanh tịnh thì Đức Phật A Di Đà sẽ phóng quang tiếp dẫn về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc. Nên bắt đầu mình niệm Phật mình có rồi đó nghe, tu tập có gì có phước báo, có công đức. Tu tập có gì? Có cái tâm bất loạn, tức là có tâm thanh tịnh. Thực ra bất loạn là chữ thanh tịnh đấy. Chữ bất loạn là chính là tâm thanh tịnh đấy. Trong nhà thiền thì gọi là tâm thanh tịnh, tịnh độ gọi là bất loạn. Trước tất cả hoàn cảnh nghĩa là gì? Là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân còn hoạt động là đối cảnh. Đối cảnh là gì? Đối cảnh không phải là mình nhìn này nhìn kia, dĩ nhiên là đối cảnh. Nhưng mà đối cảnh, cái chữ tổng quát của đối cảnh đó là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân còn hoạt động là đối cảnh. Mắt còn xài được không? Được, có đối cảnh đó. Lỗ tai còn xài được không? Được, có đối cảnh đấy. Lỗ mũi còn xài được không? Được. Cái lưỡi xài được không? Được. Cái thân xài được không? Được, là còn đối cảnh. Mà đối cảnh sanh tâm. Niệm Phật như thế nào đối cảnh không còn sanh tâm nữa, gọi là niệm Phật nhất tâm bất loạn, thì người đó được rước nếu có nguyện vọng vãng sanh cảnh giới Tây Phương Đức Phật A Di Đà. Nắm yếu chỉ này thôi, già trẻ bé lớn niệm cũng được vãng sanh hết á. Ai hiểu là niệm được vãng sanh. Niệm Phật giữ tâm, ai chửi ai mắng ai gì cũng phải giữ cho bằng được cái tâm, mà nó đừng có giận hờn sân si ghét ghen, tức là tâm bất loạn, là tâm thanh tịnh á. Giữ đó, giữ khư khư như viên ngọc, nên nó là cái người tu đó cực dữ lắm. Thường thường á, mình giữ một con trâu thôi mình cũng khó rồi, còn đằng này mình á tới nhiều cái tâm quá, tâm tâm sở quá trời nó trào lên, tham sân si mạn nghi ác kiến phú não tật sang kiêu cùng xiểm hại, quá trời nó trào trào lên mình giữ muốn chết luôn. Nên cái người tu á là giữ cái tâm á nó cực khổ dữ lắm. À, chứ không phải bình thường, chứ chừng nào mà cho nó thuần thục luôn, ta có thiền định á, vào được sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền thì lúc đó sẽ giữ nó nhẹ nhàng hơn, là tại vì chúng ta có cái tâm nhu tâm, là tâm nhu nhiến, nó sẽ làm cho vấn đề này nó được nhẹ nhàng hơn. Khi mình ngồi thiền á, mình có tâm nhu nhiến, tâm thích nghi, tâm thanh tịnh, chính những cái tâm này nó làm cho tâm mình được nhẹ nhàng hơn. Nên khi chúng ta công phu ít mà được kết quả nhiều. Còn khi nào mà chúng ta chưa có tâm nhu nhiến, chưa có tâm thiền định đó, thì cái tâm nó trỗi lên liên tục, liên tục, liên tục, kết quả rất là ít. Cho nên nếu mà mình tu tịnh độ mà có ngồi tĩnh lặng tâm để cho tâm được nhu nhiến á, thì nó sẽ dễ dàng hàng phục tâm hơn. Nên gọi là thiền tịnh song tu là chỗ đó đó. Chứ không phải là tu hai pháp lược, mà pháp này hỗ trợ pháp kia. Còn nếu mà chúng ta có thời gian chéo chân kiết già, chúng ta đi sâu vào trong cảnh giới thiền định thì lúc này á, mình làm cho tâm mình nhu nhuyến, có nghĩa là mình sử dụng được tâm, mình làm chủ lấy tâm của mình đó, thì lúc này tu rất nhẹ nhàng. Còn không làm chủ lấy tâm của mình tu rất là cực khổ. Nên cái người mới tu là phải rất là cực khổ, giải nắng dầm xương, ăn chay niệm Phật rồi á, lăn lóc mới có thể chiến thắng được nó. Tại vì nó chưa có thuần. Giống hệt như á, một con ngựa nó mới lớn lên, mình á hàng phục nó để mình cởi được nó vất vả lắm. Hồi nhỏ kìa thì có người bà con á có nuôi con trâu, có đẻ ra con trâu nhỏ nhỏ kêu bằng trâu ngé, thì ngé lớn lên bắt đầu có xỏ mũi ngé tập cởi cực lắm, xỏ mũi ổng rồi cột cái dây rồi người ta leo lên ổng nhảy tối ngày vậy, ghét rồi ổng mệt quá rồi ổng chịu. Nên á sau này á người ta mới bắt ổng xuống cái mương á, như là cái kinh á, cái đìa á, ổng lội với đó,
thì ông dậy đâu có được, nên ta leo người ta cởi đó. Ông bơi cho nó quen cái lưng á, người ta mới lên bờ người ta cởi tiếp. Chứ còn ở trên bờ cởi nó hất xuống nên bắt ông xuống nước. Nên xuống nước ông không có dậy mạnh được, ông dậy hơi hơi người ta không có té. Cho nó quen cái lưng, cho cái cảm giác là nó chấp nhận được mà ngồi người ngồi trên lưng là cởi á. Rồi điều phục ổng bằng cọng dây á, nghịch tới nghịch lui điều khiển. Có một con mà còn vất vả vậy nữa, mà ở trong tâm mình có nhiều con lắm. Con tham nè, sân nè, ngã mạn nè, nghi nè, rồi con á, si mê tà kiến nè, rồi á, là thân kiến, biên kiến, kiến thủ kiến, giới thủ tà kiến đó, là năm sáu con nữa. À, rồi vô tàm nè, rồi vô quý nè, giải đãi nè, phóng vật nè, bất chánh chi nè, vân vân nhiều thứ lắm. Đúng không? Học di tích chúng ta thấy nhiều con lắm, mà con nào cũng có từ vô thủy tới vợ chứ nghe, con nào cũng đồ cổ không à. Nó ở trong tâm của mình, nó tá túc nhiều đời nhiều kiếp lắm, trăm ngàn muôn vạn kiếp luôn, nó tá túc đó lâu lắm, nó thành thâm căn khú đế không à. Nên khi mình chiến đấu với nó ban đầu á, một con ngỗ nghịch thôi là mình chiến đấu mệt nó, mà một lượt bao nhiêu con nổi lên liên tục đối cảnh sanh tâm. Nếu mình hàng phục được nó là phải vất vả gian nan phát nguyện cầu Phật gia hộ, chiến đấu đại hùng đại lực mình chiến đấu nó thì nó mới giảm thiểu từ từ. Chứ quý vị đâu nãy nói đơn giản được. Nói nếu muốn thành Phật thì thân này đâu dễ, phải ra đi nơi bể rừng tàn, của tiền vợ đẹp cảnh gian sang, bao nhung gấm tòa đàn rồi cũng mất, chỉ có tu mới luyện thành tánh chất, bình an khang là báo vật chân châu, trầm ngâm đi để bước qua cầu, nhẹ gót khổ mới về hầu Phật được. Chứ đâu phải chuyện đơn giản. Nên ta tính á, là tu cái là mình ăn chay, mình niệm Phật cái là xong. Không phải, cái đó là chẳng qua là cái hình tướng, cái hình thức thôi. Chứ còn mình chiến đấu với nội tâm của mình bằng các pháp, vào pháp niệm Phật hay pháp trì chú, hay là chúng ta dùng pháp thiền quán Vassana, hay là thiền định Samatha, dần dần là mình phải mất công thời gian, công sức chiến đấu nó. Khi mà nó bộc lên phía bên trong á, chiến đấu mỏi mệt lắm. Bên ngoài thì chiến đấu với lời nói và hành động, bên trong chiến đấu với tâm và ý. Tâm thì nó gồm có kiết sử, triền cái, phiền não, căn bản não, tì phiền não, phía bên trong bao nhiêu thứ nổi lên nó tràn về. Khi mà chúng ta còn mắt còn hoạt động, lỗ tai còn hoạt động, mũi lưỡi thân còn hoạt động, thì là nó còn dùng vậy. Nên ban đầu nó nổi lượt quá trời nhiều luôn. Nên mình là phải có tâm giống mảnh, tâm giống mảnh lắm. Nên lại Phật nhầm khi người ta lại mấy tiếng đồng hồ, lại người ta sám hối mấy tiếng đồng hồ, rồi đó là người ta là dùng giới để cột chặt nó lại, giới lực đó, cột chặt nó lại. Rồi đó là người ta dùng gọi là thủ hộ căn để hạn chế nó. Rồi ta dùng chánh duyên để bớt nó đi. Rồi người ta dùng đoạn diệt để chặt đứt nó từ từ. Rồi ta dùng các cái pháp như là thất giác chi, như là chánh niệm tỉnh giác, tứ niệm xứ để chiến đấu. Một ngày nào đó nó sẽ thành tựu. Mình tin tưởng rằng chắc chắn có làm thì có kết quả. Mình làm thử đi mình sẽ thấy. Ví dụ như có những người người ta niệm Phật thời gian người ta thấy kết quả. Quý vị nhớ là có một câu chuyện là có hai cha con ở nhà, cái cô gái á kêu ba ơi ba niệm Phật. Là niệm Phật có ra tiền không con? Tối ngày ông đi vòng ở sớm chơi thôi chứ ông có niệm Phật gì hết trơn. Cái cô gái nói là ba mà niệm Phật, ông là niệm Phật có sanh ra tiền không? Cô gái là có. Ba niệm Phật đi, cứ 100 sâu chuỗi gì đó 50 ngàn, 100 sâu chuỗi 50 ngàn, 108 hột đó, mà lần qua vậy đó 100 lần được 50 ngàn. Rồi ban đầu ông là lần 100 sâu được 50 ngàn. Cái ông là nếu mình lần 200 sâu thì sao ta, là được 100. Vậy là ông gán lần được 100 sâu một ngày, rồi 200 sâu một ngày được 100 ngàn. Như vậy ngày 100 ngàn thì tháng 3 triệu vậy. Ông là nếu mình lần là 400 sâu một ngày thì sao ta, có nghĩa là tháng lên 6 triệu, bằng mấy người công nhân người ta đi làm vậy. Ở nhà ông chỉ lần không à,
lần 400 sâu là được 6 triệu. Còn trả 6 triệu một tháng. Vì không miệt mài một lần, gán lần. Tại vì lần một sâu á là để ở đây học đậu, mới lấy học đậu bỏ ở đây. Lần một sâu á bỏ ở đây thì 100 hột, điếm sẵn 200 hột, điếm sẵn 400 hột. Lần hết cái 400 hột đó là 400 sâu. Quý vị biết cách ta lần chuỗi không? Ví dụ như bữa nay mình đặt ra cho mình á là lần 500 sâu, ta mới điếm sẵn 500 hột đậu xanh bỏ trong đây. Rồi để cái tô không ở đây. Ta lần một dòng chuỗi là một sâu, ta lấy một hột bể qua. Lần dòng chuỗi lấy một hột để qua chứ ta đâu có điếm chi. Không điếm gì hết á. À, lần Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô Phật. Lần cái lấy hột để qua, lấy hết cái tô hoặc là cái ly đậu đây thì là 500 câu. Nếu 100 sâu thì lấy 100 hột, 200 sâu lấy 200 hột. Lần hết để qua đây hết là chúng ta hoàn thành. Nên một ngày á, ông có khả năng á, lần cho tới á, là 1000 sâu một ngày. 1000 sâu nhận lần từ sáng chiều, lần chuỗi ra tiền mà. Mà không biết làm sao á, mấy tháng đầu ông lãnh lương nghe từ 3 triệu ông lãnh lên 6 triệu, 6 triệu ông lãnh lên 12 triệu một tháng. Con á, nó làm tiền đâu có nhiều dữ gì mà gán trả lương cho ông. Tại đã nói rồi mà muốn ba tu. À quý vị, ông lãnh đâu 6 tháng trời đứa con giãn gân cốt hết rồi, làm tiền nhiêu là cho và lãnh lương chơi ngay. Không biết ngày nào đẹp trời niệm Phật riết á nên tâm phiền não nó tan. Một ngày ông bừng ra sau hồi đó mình không có hạnh phúc. Hồi sau đó, hồi đó mình bất an lắm. Mà bây giờ sao thấy mình bình an, bây giờ thấy mình hạnh phúc, thấy mình á, cái tâm mình nó an á thì cái thân nó khỏe. Chứ hồi xưa tâm bất an thì thân nó không khỏe, chứ bệnh tối ngày vậy đó. Còn sao giờ bệnh ông hết hết, ông thấy khỏe khoắn quá trời. À ông là nhờ niệm Phật. À, khỏe khoắn quá ở đây nè. Bắt đầu ông tìm hiểu nghe giáo pháp. Nghe pháp rồi Đức Phật dạy gì, Đức Phật nói gì cũng tìm hiểu. Chắc là có căn tu cũng đánh thức. Cho nên ông nghe tới đâu hiểu đó, nghe đâu hiểu tới đó. Ông hiểu tới đó, ông lo mình tu mình được, tại sao con mình lại trả tiền mình, nó mướn mình tu. Vì mướn mình tu công đức cho nó luôn rồi chứ đâu phải cho mình. Tại vì mình tu được công đức mà giờ nó mướn mình, như vậy thì là công đức này nó hưởng đâu phải mình hưởng. Nên ông về ông gom góp hết tiền mà 6 tháng ông niệm Phật á, ông trả lại cho con ông. Cái con ông là sao, con mướn ba thì ba lấy ba xài đi, là không. Mày mướn tao mày lấy hết công đức của tao hả? Nên bây giờ á tao không đổi công đức này, tao trả tiền lại mày công đức tao lấy. Mày chịu không? Con gái lên, rồi chịu ba, thì công đức ba lấy đi. Từ đó về sau ông không lấy tiền con nữa mà ông còn tu ngon hơn nữa. Đâu biết thấy chưa? Nên đó là tiền mà đổi công đức đó, tao đâu có đổi. Cho nên á quý vị thấy á là cái gì mình nỗ lực thời gian mình làm nó sẽ có kết quả. Nhằm khi ban đầu á mình ngồi mình rất là tê chân, ngồi rất là mỏi lưng, nhưng mà ngồi riết quen rồi đó, cái mình thấy tâm mình nó lặng từ từ, nó lặng từ từ, nó lặng từ từ, cái tâm mình nó định từ từ, định từ từ, từng ngày từng tháng, còn chút còn chút còn chút, chứ đừng có nản. Nhằm khi mình nản ngồi không thấy gì chân nản. Người ta lại ngồi á mình quán hơi thở Anapanasati, rồi từ từ á cái đốm trắng nổi lên, mình ngồi nhìn hoài không thấy đốm trắng, 2-3 tháng sau không thấy đốm trắng, nghỉ không tu nữa. Nè quý vị, tại vì chúng ta ngồi chưa đúng cách và mình chưa đủ cái độ định, tức tâm mình á chưa có nhiếp vào đó, mà tâm mình nó còn tán loạn xung quanh thì sáng đâu ra, quang tướng đâu mà hiện. Nè quý vị, cho nên á là mình hãy coi lại coi mình là thiếu cái gì. Thứ nhất á là mình có giới không? Thứ hai, tâm mình còn ác không? Nếu ác mình phải xả bớt, mình phải lại Phật, rồi mình mới ngồi, nó mới tập trung cái tâm lên đó được, và quan tướng nó mới hiện ra được, chứ bằng không nữa sẽ không có hiện ra. Nên đó quý vị, mình thấy tu á, ở bên ngoài thấy không thấy gì hết trơn á, nhưng mà thật sự mình bắt đầu có, từ từ mình có nhiều thứ lắm. À, quý vị, nên cái người tu á giống hệt như là hái vàng, hái bạc, hái kim cương vậy đó. Niệm Phật cái hái vàng, ngồi thiền hái bạc, trì chú hái bạc vậy đó, rồi trí tuệ sanh hái kim cương. Mà mình phải làm mài miệt, tại vì cái này không thấy, nó ở trong lòng mình, trong tâm mình không thấy. Nhưng nó đánh đổi bằng gì? Cố gắng nỗ lực. Nên cái tinh tấn ở trong nhà Phật á là rất là quan trọng. Tinh tấn nỗ lực cần chuyên và kéo dài cái thời gian tinh tấn nỗ lực cần chuyên ra.
à, quý vị, là nó sẽ đền đáp cho mình cách rất xứng đáng. Mình làm thử đi, thấy biết à, thấy không, cái chú đó niệm Phật mà không biết đạo pháp hết, mình niệm mà thấy nó còn có tác dụng. Thực ra phải có tác dụng chứ, cái búa đập đập riết cũng lúng đất chứ. À, quý vị biết cách đập á, thì nó lúng nhiều hơn, còn không biết cách đập á, thì nó lúng ít hơn thôi. Chứ đâu phải là không lúng, mà có đập là có lúng mà. Có niệm Phật có tan phiền não à, mà không biết thì tan não ít, mà biết thì nó tan nhiều. Tu tập là có công đức, mà không biết thì công đức ít, mà biết công đức nhiều. Làm phước là có phước à, không biết thì phước ít, mà biết thì phước nhiều. À, đơn giản thôi, nên chúng ta học cho nó biết, học giáo pháp nhà Phật cho biết, nên công đức và phước báo nó nhiều. À, mình có thể mang theo đời này và mang theo những đời khác. Cho nên đó quý vị, mình đừng có bao giờ á là nghĩ rằng những người mà ta tu tập á mình thấy tiếc. Nên có cô Phật tử nói trời sao mấy thầy trẻ trẻ không đi tu uổng ghê, tội nghiệp quá. Cái thầy ngồi thầy ngồi thầy nghe, thầy mới nói nhỏ nhỏ là không biết ai tội nghiệp ai à, mấy thầy đi tu tội nghiệp với thầy quá. Mà không biết sao mình đi tu mà tội nghiệp ta, mình không hiểu nữa. Dạ, đi tu sao tội nghiệp? Tu á là ta có mà, ta có hạnh phúc, ta có bình an, dạ, ta có trí tuệ, dạ, ta có ba la mật, có phước báo, có công đức mà. Mà sao đó là được một cái người mà có cũng như không, tức có rồi lại mất, lại tội nghiệp cái người kia. À, quý vị hỏi tại sao thấy tu tội nghiệp quý vị? Ta tính đâu á là cái thời gian mình tuổi trẻ đó mình phải trải đường đời, phải ăn, phải nhậu, phải có bạn, có bè đi chơi. Như vậy á thì nó mới không có tiếc cái cuộc đời. À, còn bây giờ á mình không ăn, không nhậu, không bạn bè, không đi chơi đó thì nó tiếc cái cuộc đời đi. À, quý vị có nhớ cái câu chuyện của cô Liên Hoa Sắc không? Vào thời Đức Phật á, khi mà Đức Phật đi truyền đạo tới đó đó thì cô Liên Hoa Sắc á rất là đẹp. Nên á cô á nghe Đức Phật đến nên cô tính đến xuất gia đi tu. Năm đó như cô mới 16 17 tuổi vậy đó. Tính xuất gia đi tu. Đi ở trên đường á xa lắm. Cái trời nắng á cô mới xuống cái dòng sông, cô phát nước cô rửa mặt. Không ngờ cái hình bóng của cô in xuống dòng sông á, cô thấy là cô mới 16 17 tuổi à. Dài ông ngực nở rồi tóc dài má phấn môi son đẹp quá. Cô mới nói là mình nó mới lớn lên, mình chưa có biết đời gì hết trơn, mình chưa có chồng có vợ, chưa có trải công danh sự nghiệp, chưa tận hưởng cuộc đời chứ đi tu uổng. Thôi sao mình không về á, mình có vợ có chồng mà có bạn có bè rồi mình ăn mình nhậu có con có cái trải qua hết, mình đi tu đâu có sao. Như là mình đi ra cuộc đời này mà đó, do đó mà cổ quay về, quyết định quay về. Thì khi mà cổ quyết định quay về đó thì lúc đó Đức Phật hồi 3 giờ sáng á là Đức Phật nhập cho Đại Bi Định, mới biết là giờ đó Liên Hoa Sắc đi qua đó đi xuất gia rồi thối chí quay về. Nhưng mà Liên Hoa Sắc á là cô đã tu 2 A Tăng Kỳ kiếp và 100.000 đại kiếp rồi, kiếp này sẽ đắc quả là hán. Cho nên Đức Phật thấy điều đó nên Đức Phật độ cho cô để đắc quả là hán. Nên Đức Phật mới quá thân thành một người đẹp, mà đẹp gấp 100.000 lần cô luôn. Nên cô Liên Hoa Sắc nó nhìn thấy một cái cô gái đi ngang mà đẹp quá trời đẹp luôn, mà cái người cổ đẹp vậy mà còn ái mộ cái vị kia. Cái cô kia mới nói cô Liên Hoa Sắc là đi đâu, là em tính đi về đường này nè. Là tôi cũng đi về đường này thôi, hai chị em mình nó đi chung đi, hai người nữ nói chuyện nhau. Do đó nói chuyện nhau, nói chuyện này nói chuyện kia đó, thấy cái cô kia rất là đẹp. Nhưng mà đâu tiếng hồ sao sao thấy là già lên chút, tiếng hồ sao già lên chút, tiếng hồ sao tóc bạc, tiếng hồ sao già lên chút. Đi từ sáng tới chiều cô này thấy thành bà già lụm cụm. Rồi đi chút xíu nữa nằm xuống, rồi đi chút xíu nữa chết đi, rồi nhìn ra thấy còn nguyên cái bộ xương. Rồi cô Liên Hoa Sắc mới giật mình, cổ nói là mình cũng vậy à. Cái này là rút ngắn thời gian trong một ngày thôi, chứ mình bây giờ mình kéo nó ra trong một đời thì mình cũng mới già tàn xuống từ 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 từ, má cướp mắt mờ tóc bạc da nhăn, rồi từ từ á là trí tuệ á mình xa xúc, quên trước quên sau.
rồi á là từ từ á là mình á là cũng bệnh đi, từ từ cũng bỏ xác lại thế gian. Như vậy tìm qua về có chồng có vợ để làm gì, rồi có con rồi bỏ nó cũng ra đi, rồi người này cuốn người kia cũng vậy. Sao mà không tận dụng thời gian này ta tu tập để cho thành chánh quả, cho khỏi buồn vui hờn giận ghét gan, khỏi khổ đau cuộc đời này, và cổ quay lại thấy cái đống xương mất, tức là Đức Phật biến đâu mất, cổ không biết Phật nữa. Nên trời chiều rồi cổ quyết định cổ quay về cổ tìm Phật, nên cổ đi một thời gian nữa, quay đi tới tối luôn gặp Phật. Cổ quỳ xuống thì Đức Phật thuyết cho một cái bài pháp, và sau đó cô mới đi xuất gia và tu tập một thời gian là đắc La Hán. Cho nên là cô độ là độ những người bất hảo, mà độ ăn cướp, độ tướng cướp, độ những người mà ác ở trong xã hội á. Cô gặp là cô độ, là người ta theo cô, người ta tu à. Nên bữa đó cô gặp cái tay ăn cướp, cái cô thuyết pháp cho tay ăn cướp này nghe. Thì tay ăn cướp này nói là: cô ơi cô, con tội phạm tội dữ lắm, tội gì con cũng có làm hết trơn á. Hồi nhỏ tới lớn là con cái gì con cũng làm được hết trơn á. Nên con sao tu, tội con chắc là đọa chắc rồi, tu chi nữa mất công. Đó là có sao đâu con, nếu mà lỡ mình có làm ác mà sám hối không hết mà bị đọa thì hết thời gian đọa con lên con tu tiếp có sao đâu. Tức là mình quyết định như vậy đó, nếu mà mình không giải hết cái nghiệp này mà nghiệp nó sẽ dẫn mình đi đọa thì sau đó hết đọa lên tu tiếp chứ có sao đâu. À quý vị, như vậy thì cái vị này quý vị quyết chí nghe thôi cô tu, nhưng mà đâu có đọa đâu, tu chứng thánh quả. Cái gì ăn cướp đó tu chứng thánh quả chứ đâu có bị đọa. Mà ông nào đi tu á là ông sợ ông làm việc quá trời nhiều điều ác rồi, bây giờ á là chết kiếp này ông đọa luôn chứ tu gì thành. Cổ là thôi mình lỡ có đọa là hết đọa thời gian lên tu tiếp không sao, chứ bây giờ mình cứ tu đi, rồi đọa trở lên tu, rồi đọa trở lên tu không sao cả. Nhưng mà ông ngờ khi mà ông tu á, ông quyết chí ông tu, quyết liệt tu, nó làm thay đổi tâm của mình. Thay đổi tâm mình thì tâm đỏ đâu còn, tâm ác đâu còn, đâu đỏ. Đỏ là bởi tâm ác. Xuống địa ngục cũng do tâm làm quấy, lên cõi trời cũng tâm ấy tạo ra. Nên đó khi mà ta vô tu, ta hiểu đạo đó, là ta không có tâm làm ác nữa. Ngày đêm ta thiền định không, cái ta chứng được sơ thiền, chứng nhị thiền, chứng được tam thiền, đạt được tâm cực thiện thì sanh cõi trời thôi, nếu không đắc đạo á. Còn nếu đắc đạo tới A-la-hán nhập nước bàn, còn đắc đạo sơ quả, nhị quả, tam quả thì là đi trong luân hồi mà chỉ về cõi trời với cõi người thôi, chứ đâu có cõi nào khác. Hai cõi trí tuệ có thể đắc A-la-hán trong cái cõi đó. Nên cái người mà tội lỗi cỡ đó đó quý vị, hoặc giả là tướng cướp ăn li ma la, tướng cướp vô não đó, là cướp của giết người, nhưng mà khi á, là hồi đầu quay lại quyết chí tu một đời và cuối cùng đắc La Hán. Dĩ nhiên trong cái đời đó ông trả nghiệp rất nhiều, những cái điều mà người ta xỉ vả, người ta đánh đập, người ta vu khống, nhiều thứ lắm để trả cái quả đó. Những cái quả mà nó đủ duyên để trả, cái quả mà đủ duyên để trả. Còn những cái quả nào chưa đủ duyên để trả thì khi đạt đến tình độ vô ngã thì tất cả các cái nó theo cái hư không mà nó tan hoại. Thực ra không có pháp nào có thật cả, các pháp đủ duyên sanh thì các pháp đủ duyên diệt thôi, chứ không phải là bắt buộc mình phải trả hết rồi mới đắc đạo, mà trí tuệ đủ là đắc. Không phải mình trả hết nghiệp mới đắc đạo, mà trí tuệ mình đủ diệt hết tất cả các nguyên nhân sanh tử là đắc. Vậy thôi, nó đơn giản thôi. Cái gì? Nên mình nghĩ nhầm khi có nhiều người sai lầm, nghĩ là con nguyện con trả hết nghiệp trong kiếp này để con đắc đạo. Không phải, phải hết vô minh mới đắc đạo, chứ không phải là hết nghiệp mà đắc đạo. Hết nghiệp là những cái lỗi lầm hoặc là những cái tốt đẹp mình làm. Tốt đẹp làm thì nghiệp thiện, lỗi lầm là nghiệp ác. Mình tính đâu mình trả hết nghiệp ác thì còn nghiệp thiện cũng phải đi lên cõi trên thôi, chứ đâu có phải là hết sanh tử, hết đau khổ. Nên trả nghiệp là tùy duyên, đủ duyên thì nó trả, không có hết đâu. Nhưng mà tuệ đủ, vô minh tan hết thì người đó sẽ đắc sơ nhị tam tứ quả niết bàn. Đơn giản thôi, nên ta tu, ta tập trung vào tuệ tu. Nên nhà Phật nó là duy tuệ thị nghiệp,
lấy trí tuệ để làm sự nghiệp. Quý vị hiểu này không? Cho nên là dùng tu tất cả pháp nào thì pháp phải giữ tâm tĩnh lặng, tâm thanh tịnh, tâm từ, tâm bi, tâm hỷ, tâm xả, tâm thiền, tâm định. Các tâm đó là những pháp lành, nó sẽ đưa mình lên cõi trên hết á. Còn những việc bên ngoài tùy duyên giúp đỡ ai gì á thì tùy duyên phía bên ngoài. Nên cuộc đời này mình thấy cái gì nó cũng có hết, nhưng cuối cùng ánh sáng mặt trời và thời gian sẽ làm cho nó mất hết, không còn gì hết. Ta còn để lại gì không? Kìa non đá lỡ, nọ sông cát bồi, lang thang từ độ luân hồi, u minh nẻo trước xa xôi dậm về. Còn bây giờ á, mình nói là tu thấy không có gì hết trơn á, nhưng mà nó có. Tu tuy không mà nó có. Có độ hạnh phúc tăng trưởng, có độ parami, ba la mật tăng trưởng, có phước báo tăng trưởng, có công đức tăng trưởng, có thiền, có định, có từ, có bi, có hỷ, có xả, có hạnh phúc, có tâm an lạc, nó đi theo mình đời này và những đời sau. Mà chính cái đó mới là cái quan trọng trong cuộc đời, chứ không phải cái gì mà mình sở hữu trong cuộc đời này là quan trọng. Cái đó là tùy duyên. Còn cái quan trọng là tâm an lạc, quan trọng là thoát khỏi đau khổ, quan trọng làm chủ lấy cái số phận, số mệnh. Cái đó mới là quan trọng. Cho nên đó, khi mà chúng ta không phải là bậc trí thì mình phải nghe kinh, nghe sách để khai tâm mở trí, để trí tuệ phát sanh, thì mình sẽ hiểu được điều này. Thôi hết giờ rồi, chúng ta sẽ tạm dừng ở đây. Nói chút xíu thôi đó, làm tiếng rưỡi đó. Cái gì? Thời gian qua nhanh không? Cho nên thông qua kinh Chùa Pháp Tạng online, cũng nói với quý vị là chiều nay có người hỏi nữa, là vụ bán thuốc. Thầy chỉ hướng dẫn cho bà con ở quê những cái bài thuốc dân gian để tự mình tìm, chứ thầy không có bán thuốc ở trên mạng. Nên người ta lấy cái đoạn video clip đó, người ta gắn lên, người ta làm đặt tên chùa mình, rồi người ta lấy số điện thoại, tài khoản của người ta bán thuốc. Đó không phải là thầy. Cho nên có nhiều người là phàn nàn, rồi gửi thuốc làm sao gửi chậm vậy. Nó có gửi đâu mà chậm, chứ không chậm. Rồi uống làm sao gửi thuốc, không chỉ cách uống vậy, tôi gửi đâu mà gửi. Là thầy rõ ràng, ta thầy ở đâu là thầy nói đó. Nói là người ta ăn cắp một cái đoạn video clip thầy chỉ thôi. Còn người ta ở dưới người ta xưng là thầy để người ta lừa đảo, người ta bán thuốc. Nên nói cho quý vị biết để chúng ta phòng ngừa điều đó. Nên chùa mình là có phòng thuốc nam để chị bệnh miễn phí cho mọi người thôi, chứ không có là lên Facebook bán thuốc vậy đây hết trơn á. Cho nên là quý vị biết điều đó. Có gì chúng ta nghi ngờ, chúng ta sẽ liên hệ với văn phòng chùa là số nội di động 0918 270 732, số điện thoại bàn 028 3877 3877. Xin cảm ơn các mạnh thường quân, các nhà hảo tâm, quý vị đã đồng hành cùng quỹ từ thiện chùa Pháp Tạng đem đến phần quà yêu thương cho mọi người, như là nhà tình thương, cầu giao thông nông thôn, các học bổng cho các em học sinh nghèo, dân dân, và làm nhiều điều phước thiện khác như in kinh sách ấn tống, hoặc giả là hỗ trợ tăng ni, cúng dường các trường hạ, dân dân. Xin chúc quý vị có một đêm an lành trong ánh từ quang của mười phương chư Phật. Xin mời quý vị chúng ta chấp tay hồi hướng. Nguyện đêm công đức.